Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 112. Tuy Diệp Quân phản ứng nhanh nhưng kiếm kỹ kia lại bao trùm quá rộng, vẫn thiêu rụi cánh tay trái hắn. Hắn vội vàng bật dậy, phát hiện một cụm linh khí xuất hiện trong cơ thể thì lập tức dùng nó để đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Cô gái thấy vậy thì bất ngờ rồi vung tay, thanh kiếm dưới đất hóa thành tia lửa ập tới. Diệp Quân không tiếp tục liều mạng mà lùi về sau tránh đi, sau đó tung người lên trời chạy trốn. Cô gái không đuổi theo thì chỉ nhắm mắt lại tại chỗ. Thanh kiếm trong tay chợt run lên, cô ấy biến mất. Thuấn không nhất kiếm. Nếu tu luyện đến mức cao nhất, kiếm kỹ này có thể lợi dụng không gian để đưa kiếm khí ập đến ngay trước mặt địch nhân một cách bất ngờ. Nó là kiếm kỹ cấp thiên đứng đầu kiếm tông ở Thanh Châu, càng là thứ kiếm chủ nhân gian năm xưa từng tu luyện khi còn ở Thương Kiếm Tông. Bên kia, Diệp Quân như cảm nhận được điều gì mà biến sắc, khi xoay người lại thì thấy thời không nứt vỡ, một thanh kiếm lao ra. Hắn chỉ biết giật mình khi thấy đối phương còn có chiêu này. Kiếm nhanh nhưng hắn cũng không chậm, trước khi bị nó đâm vào trán thì đã dùng nhánh cây chạm vào mũi kiếm. Quỳnh! Sức mạnh bên trong thanh kiếm bị hóa giải đến 7, 8 phần. Nhưng Diệp Quân cũng không dám ăn trọn 2 phần còn lại mà lăn người né đi. Nào ngờ cô gái lại xuất hiện trước mặt hắn. Cô ấy vô cùng khiếp sợ khi thấy người này chỉ mới đến tiên thiên mà kiếm kỹ của cô ấy đã tu được nhất kiếm phá vạn pháp, làm sao hắn tránh được. Diệp Quân không thể ngự kiếm nên biết mình có chạy cũng không thoát. Hắn chỉ nói, cô nương, ban nãy ta bị truyền tống đến nơi đó, không hề có ý khinh bạc cô nương, thật sự chỉ là hiểu lầm. Cô gái hỏi lại, ngươi tên gì? Diệp Quân thở phào trong lòng, Diệp Dương. Cô gái nhíu mày, nhà họ Diệp ở Thanh Châu. Diệp Quân lắc đầu. Cô gái quan sát hắn một hồi, ban nãy ngươi đã thấy gì? Diệp Quân đáp ngay, không thấy gì hết, khi ấy ta còn chóng mặt hoa mắt vì bị truyền tống. Nhưng cô gái vẫn nhìn hắn chằm chằm. Diệp Quân đành âm thầm phòng bị. Bỗng đối phương thốt lên, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Rồi ngự kiếm biến mất ở chân trời. Để lại Diệp Quân thở dài thườn thượt, thầm hỏi tiểu ái số 9 bị điên rồi à? Mà lại chơi cái trò này. Suýt nữa thì bị nó hại toi mạng. Hắn nghỉ ngơi một hồi rồi đi về cùng phía với cô gái ban nãy. Cô ấy xem ra đến từ kiếm tông, chỉ cần đi theo chắc chắn sẽ đến được đó. Hắn chạy một hồi thì đến được đỉnh núi, nào ngờ nheo mắt nhìn ra xa vẫn chỉ thấy toàn núi là núi. Làm hắn suýt thì phát điên. Đờ cờ mờ nó. Ta bảo mi đưa ta tới chỗ nào vắng vẻ, chứ không phải nơi khỉ ho cò gái này. Tiểu ái số 9. Tiếng gầm của hắn vang vọng trong núi. Cái con trí tuệ nhân tạo này khủng chắc rồi. Sau này phải dùng thiết lập gốc cho nó. Diệp Quân hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục đi tới. Trước kiếm tháp của kiếm tông ở Thanh Châu, mọi người đều đang tụ tập ngóng trông người bí ẩn vượt ải. Nhưng một hồi lâu trôi qua mà không có động tĩnh gì. Làm ai nấy đều sinh lòng hoài nghi. Sao lại im lìm thế này? Đứt gánh giữa đường rồi sao? Lại qua thêm một hồi nữa mà không có gì xảy ra, có người bắt đầu nóng máu. Các kiếm tu đứng ở các kiếm tháp khác thuộc Thanh Châu thì bắt đầu xì xào. Có người nói người bí ẩn đã bỏ mạng bên trong, có người nói đối phương giấu thực lực, không muốn gây chú ý, có người lại nói chắc hắn chột bụng đi ngoài. Dù là thế nào đi nữa thì việc người bí ẩn vượt ải đã khiến Vạn Châu trở nơi náo nhiệt. Rất nhiều thế gia và tông môn đều bắt đầu điều tra xem đây là ai. Yêu nghiệt thế này, sao có thể bỏ qua? Trước kiếm tháp của Thanh Châu là Dương Dĩ An ngồi trên một tảng đá, hai tay ôm gối, mắt không rời khỏi tháp. Cô bé biết bên trong vô cùng nguy hiểm nên không khỏi hồi hộp, tuy vậy vẫn tin người kia có thể thoát ra. Không lâu sau, các kiếm tu khác dần tản đi. Dương Dĩ An ngồi chờ từ trưa cho đến tối mịt không còn bóng người. Hai mắt vẫn đăm đăm nhìn kiếm tháp. 2 giờ nữa trôi qua mà Diệp Quân vẫn chưa xuất hiện, mặt Dương Dĩ An tái nhợt đi trông thấy, hai tay siết lại thật chặt. Thêm 1 giờ nữa. Đêm đã khuya mà kiếm tháp vẫn không có động tĩnh gì. Dương Dĩ An đứng bật dậy, không màng tất cả mà nhào tới.
phải đi tìm huynh ấy. Mặc kệ tất cả, cô bé phải đi tìm hắn. Đương lúc Dương Dĩ An chuẩn bị vọt vào kiếm tháp, bỗng nghe một giọng nói vang lên từ phía sau, Dĩ An. Cô bé cứng đờ tại chỗ, quay lại thì thấy Diệp Quân đang đứng mỉm cười gần đó. Cả người hắn tả tơi sơ mướp, giày đi mòn cả gót. Dương Dĩ An hấp tấp chạy tới, khi gần đến thì dừng lại, cúi mặt thì thầm, huynh. Về rồi. Diệp Quân, truyền tống trận trong đó đưa ta đi hơi xa nên về muộn. Dương Dĩ An gật gù, Rồi lấy ra một ít điểm tâm, huynh ăn đi. Diệp Quân cười, hai mình ăn chung. Dương Dĩ An gật đầu, Hai người ngồi xuống trước kiếm tháp dưới vầng trăng tròn vành vạnh. Diệp Quân hỏi Dương Dĩ An, ban nãy muội định vào à? Dương Dĩ An gật đầu, Diệp Quân, nguy hiểm lắm. Dương Dĩ An im lặng cúi đầu. Diệp Quân xoa đầu cô bé, nói, mình đọc sách nhé. Dương Dĩ An vội vàng lấy sách ra, nhưng rồi nghĩ đến gì đó mà khép lại. Diệp Quân, sao vậy? Dương Dĩ An hỏi, nếu đi học rồi đọc thật nhiều sách thì sẽ gặp được viện trưởng sao? Diệp Quân mỉm cười, chỉ cần muội thi đậu vào thư viện là được. Dương Dĩ An quay sang, thật sao? Diệp Quân gật đầu, thật. Dương Dĩ An lại cúi gằm mặt. Diệp Quân, không tin à? Dương Dĩ An, ta nghe nói ngay cả các đại nhân ở Tổng viện cũng rất hiếm khi gặp viện trưởng, mà ta chỉ là một đứa ăn xin, làm sao viện trưởng chịu gặp? Diệp Quân mỉm cười, thật ra ta có bí mật này không nói cho ai biết, nếu ta kể thì muội chịu giữ nó giúp ta không? Dương Dĩ An gật đầu liên tục, được chứ? Diệp Quân làm bộ nghiêm túc, ta biết xem bói đó. Dương Dĩ An tròn mắt, xem bói sao? Diệp Quân cười, đúng, ta thấy được sẽ có một ngày viện trưởng sẽ đến gặp muội dưới con mắt của mọi người khác, đồng thời cũng hứa với muội một điều. Nhưng mà thiên cơ bất khả lộ, muội phải giữ kín giúp ta đấy nhé. Dương Dĩ An nhìn hắn một hồi rồi vui vẻ cười, ta tin huynh. Diệp Quân lại không biết có hai người đang âm thầm quan sát hắn. Một là người từng tiếp đãi hắn, Kỳ Thương, y vẫn đang chờ Diệp Quân xuất hiện. Nào ngờ người này lại đi ra từ nơi khác chứ không phải từ trong tháp. Kỳ Thương không dám xác định Diệp Quân là người bí ẩn, chỉ biết thanh niên này đã thông qua khảo hạch. Bởi vì ai thất bại thì sẽ bị đưa ra từ bên trong. Vả lại Diệp Quân đã đến cảnh giới tiên thiên. Một hồi sau, Kỳ Thương thì thầm, chẳng biết có phải người vượt ải bí ẩn kia không. Rồi lắc đầu rời đi. Vẫn còn thời gian để quan sát. Người còn lại chính là ông lão trong kiếm tháp, từ khi Diệp Quân đi vào, ông ta vẫn luôn đợi hắn đi ra, không ngờ hắn lại xuất hiện từ một nơi khác. Sau một hồi im lặng, ông ta quyết định báo cáo lên trên. Lỡ như người này chính là người vượt ải bí ẩn kia thì sao? Khi đi đến nơi tông chủ ở, ông ta bị một thị nữ cầm kiếm ngăn lại. Ông lão hành lễ, thuộc hạ có việc cầu kiến tông chủ, liên quan đến người vượt ải kia. Thị nữ, đợi một chút. Rồi xoay người vào trong. Một hồi sau thì trở ra, nói, mời. Ông lão đi vào, nhìn thấy hai cô gái. Một người mặc váy trắng, đeo mặt nạ lạnh như xương, tay cầm bội kiếm. Nếu Diệp Quân có ở đây thì sẽ giật mình nhận ra đây chính là nữ kiếm tu hắn gặp ban sáng. Người phụ nữ ngồi kế bên có mái tóc đen như mực được búi cao và cố định bằng châm gỗ đơn giản, mặc áo thêu hoa giản dị. Dung nhan không son phấn vẫn nền nã điềm tĩnh. Người này lại là tông chủ đương nhiệm của kiếm tông Thanh Châu. Việt Kỳ. Khi Tổng viện kiếm tông lập kế hoạch thành lập chi nhánh ở Thanh Châu, đã có vô số kiếm tu muốn trở thành tông chủ. Thanh Châu là nơi nào? Là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, nơi rồng phượng chuyển mình, là một trong hai vùng đất hùng mạnh nhất cùng với Nam Châu. Nếu trở thành tông chủ kiếm tông ở Thanh Châu thì sẽ nắm trong tay vô số tài nguyên, kiếm tu từ Thanh Châu bước ra đời sau này đều là đệ tử của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn chiếm giữ được mạng lưới giao thiệp. Vô số tông môn và thế gia đều thèm thuồng vị trí này, khiến Tổng viện trải qua một phen sóng gió. Nhưng khi Việt Kỳ lên tiếng muốn làm, nội các đã lập tức phê chuẩn.
khiến vô số tông môn thế gia kinh ngạc. Chỉ có một số dòng dõi có nguồn gốc sâu xa biết được chút ít về thân phận người này. Nghe ông lão nói xong, nữ kiếm tu áo trắng nhíu mày khi nhận ra thanh niên này được miêu tả hệt như người mình gặp phải. Chẳng lẽ là hắn thật? Việt Kỳ lên tiếng, chuyện này đừng nói với ai, lui ra đi. Ông lão cung kính thi lễ rồi lùi lại. Việt Kỳ, chúng ta đi xem. Hai người đồng loạt biến mất. Dương Dĩ An gối đầu lên tay Diệp Quân, hai người nằm nhoài ra ngủ trước kiếm tháp. Diệp Quân tuy nhắm mắt, hít thở đều đặn nhưng lại đang tính toán kế hoạch tiếp theo thế nào chứ không ngủ. Nữ kiếm tu áo trắng kia thấy hắn thì xa sầm mặt. Quả nhiên là tên này. Việt Kỳ quay sang hỏi, người biết hắn sao Ngô Ngưng? Cô gái đáp với vẻ mất tự nhiên, có gặp một lần. Việt Kỳ nhìn Diệp Quân một hồi, chân mày nhíu lại. Ngô Ngưng, hắn che giấu cảnh giới sao sư phụ? Việt Kỳ lắc đầu, không. Ngô Ngưng nhíu mày, có cần phải điều tra? Việt Kỳ, không cần. Ngô Ngưng không hiểu. Việt Kỳ, không có ác ý là được. Rồi xoay người rời đi. Ngô Ngưng quẳng cho Diệp Quân một cái liếc xéo lạnh lùng rồi đi theo. Ngày hôm sau, Diệp Quân dẫn Dương Dĩ An đi tìm trưởng lão ngoại viện, đưa một tấm thẻ gỗ ra. Đây là bằng chứng cho mỗi lần vượt ải thành công. Trong tay hắn có 5 cái này là cái thứ 3, có thể giúp hắn tiến vào nội môn. Trưởng lão ngắm nghía tấm thẻ một hồi rồi hỏi, tiên thiên à? Diệp Quân gật đầu, phải. Ông ta cười khà khà, à, định giấu nghề chứ gì? Hiểu hiểu, ta quen quá mà. Diệp Quân, trưởng lão chỉ sang Dương Dĩ An, muội muội ngươi à? Diệp Quân gật đầu, phải. Trưởng lão, vậy thì xem như người thân, nhưng cũng không thể theo ngươi vào nội môn được. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Đoạn hắn lấy ra 50 viên linh tinh cực phẩm rúi vào tay ông ta, huynh muội chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng chia cách, nhờ ông sắp xếp cho. Trưởng lão tỉnh như ruồi, nhận lấy số linh tinh rồi tâu toét cười, ta sực nhớ ra nội môn đang tuyển dụng mấy đệ tử chuyên phụ trách công việc hàng ngày, quán xuyến thay cho đệ tử nội môn. Ngươi vào nội môn thì có được 2 danh ngạch này, có thể dẫn con bé theo. Nhưng quy củ nội môn rất nhiều, nhớ mà dạy cho nó. Diệp Quân nói ngay, cảm ơn trưởng lão. Ông ta cười cười rồi đưa một tấm thẻ gỗ sang, vào báo danh đi. Diệp Quân nhận lấy tấm thẻ tượng trưng cho thân phận đệ tử nội môn rồi dắt Dương Dĩ An vào. Trưởng lão kia nhìn số linh tinh trong tay rồi xoay người biến mất, xuất hiện lại trước tông chủ các. Ông ta cung kính dâng lên rồi nói rõ 1 năm 1 mười lại cho Việt Kỳ. Bà ta gật đầu, ta biết rồi. Vị trưởng lão lại cung kính hành lễ rồi rậm lui ra. Bỗng thấy Việt Kỳ chỉ tay vào số linh tinh của ngươi này. Ông ta biến sắc, cuống quýt nói, không dám, không dám ạ. Rồi như chạy biến mà đi. Từ trên xuống dưới kiếm tông, không ai là không kính phục vị tông chủ này. Khi bà mới sáng lập nơi này, đã có rất nhiều tông môn thế gia đến nói chuyện, muốn đưa con em hoặc thế lực tâm phúc của mình vào. Nhưng Việt Kỳ lại đáp trả cực kỳ điên cuồng. Bằng cách sách kiếm tìm tới mấy thế gia tông môn đó ở tận tổng viện. Làm cho sau đó không còn ai dám tìm tới gây khó dễ cho kiếm tông Thanh Châu nữa. Sở dĩ nơi này có thể phát triển thịnh vượng như vậy đều là nhờ công của Việt Kỳ, vì vậy ai nấy đều vừa kính vừa sợ. Ngô Ngưng kế bên mở miệng hỏi, hắn muốn làm gì vậy sư phụ? Việt Kỳ nhìn đống linh tinh, lập tức nhìn ra đây là quà khen thưởng của tiểu ái. Bởi vì cơ chế này ban đầu do chính bà đề nghị. Việt Kỳ bèn nói, không có ác ý là được. Ngô Ngưng, lỡ như có thì sao? Việt Kỳ, hắn không phải người xấu. Ngô Ngưng không phục, vì sao chứ? Việt Kỳ, ta đoán. Ngô Ngưng. Diệp Quân thuận lợi gia nhập nội môn, cũng không ngờ rằng mình đã bị tông chủ chú ý. Đệ tử nội môn có một khoảnh sân riêng với 3 gian phòng, 1 phòng cho chủ và 2 phòng kề. Diệp Quân tiếp tục dạy Dương Dĩ An học bài, sau khi đọc sách xong thì bắt đầu tu luyện. Để phòng hờ thì hắn không dạy công pháp nghịch thiên của vũ trụ quan huyên, bằng không thì sẽ khiến khắp nơi dậy sóng. Hắn dạy cho cô bé một loại công pháp khác cũng chỉ thua kém đôi chút.
bởi vì bây giờ đã có linh tinh rồi. Diệp Quân nhận ra Dương Dĩ An tuy không giỏi học hành nhưng tu luyện lại rất nhanh nhạy, nói một hiểu mười. Trong thế giới này chỉ biết chữ thôi là không đủ mà còn phải tu luyện để giữ mạng, hắn hy vọng cô bé ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Đợi cảnh giới Dương Dĩ An tăng lên rồi, hắn sẽ để cho cô bé lựa chọn xem có muốn tu kiếm đạo hay không. Đêm khuya, Dương Dĩ An đã ngủ, Diệp Quân trở về phòng rồi ngồi xếp bằng xuống đất trước mấy chục viên linh tinh cực phẩm, nhắm mắt lại. Bắt đầu hấp thu linh khí. Mục tiêu của hắn hiện giờ là đề cao cảnh giới, ít nhất cũng phải ngự kiếm được, bằng không thì sẽ không có bao nhiêu thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Đã ở tại địa bàn của chính mình mà còn chết được nữa thì đúng là nhục mặt. Diệp Quân thấy việc tu luyện lại này có ý nghĩa rất lớn. Trước kia hắn cầm kiếm hành đạo thì không thấy rõ cảnh giới đối phương, mà bản thân cảnh giới của hắn thì cũng như bịp, bây giờ làm lại, hắn đứng ở một góc độ khác lại nhìn ra rất nhiều vấn đề trước kia. Hắn cũng tu luyện vô cùng nghiêm khắc, bởi hắn biết rằng nếu thua thì mình vứt đi cho rồi. Ở vũ trụ Quan Huyên, Tịnh Tông Chủ bước đi giữa tinh không. Thời không trước mặt cô ta chấn động, sau đó là một đại đạo vàng rực xuất hiện. Từ đó, một ông lão mặc trường bào màu vàng chậm rãi đi tới. Đó chính là Võ Điện Ti, một trong 12 điện ti của Quang Âm Đạo Điện. 12 điện ti chia làm hai loại văn võ, vị trước kia là văn điện, vị bây giờ là võ điện với sức mạnh cao cường hơn hẳn. Ông lão vừa xuất hiện đã khiến thời không xung quanh méo mó đầy bất ổn. Bởi vì ông ta đang đi ngược thời gian chứ không phải ở ngay thời điểm này. Nói cách khác, ông ta và Tịnh Tông Chủ không ở cùng một vùng thời không, nhưng vì quá mạnh nên đã cưỡng chế liên tiếp hai thời không tách biệt này lại. Võ Điện Ti nói, Quang Âm Đạo Điện phải nể mặt Đa Nguyên Đạo Đế. Vũ trụ Quan Huyên, không thể tồn tại, thanh niên kia, chắc chắn phải chết. Các hạ nếu cản trở thì cũng phải chết. Vừa đơn giản lại trực tiếp. Ông ta vừa dứt lời đã tung ra khí thế ồ ạt bao trùm mấy trăm triệu dặm. Khiến tinh hà sôi trào. Nhưng Tịnh Tông Chủ chỉ nhàn nhạt nói chết. Rồi xoay người rời đi. Ở thời không bên kia, Võ Điện Ti như cảm nhận được gì mà đồng tử co rút, hai tay xiết lại, la lên, ngự. Thời không nơi ông ta đứng chấn động. Sức mạnh quang âm ùa tới tạo thành lá chắn dày cộm, nhưng chỉ một khắc sau đã bốc cháy phừng phừng, dẫn lửa đến cả Võ Điện Ti. Ông ta trợn tròn mắt đầy khó tin, sao lại có thể? Rồi cùng với sức mạnh quang âm hóa thành cho bụi. Bốn bề trở lại bình tĩnh. Như thể Võ Điện Ti chưa bao giờ xuất hiện. Tịnh Tông Chủ đi tới một vùng tinh không khác, thấy hai người đang đứng đối mặt nhau. Là chủ nhân Bút Đại Đạo và Đa Nguyên Đạo Đế. Người trước thấy cô ta thì ngẩn ra cô. Tịnh Tông Chủ không bận tâm mà hỏi người sau, nghe nói ngươi mạnh lắm. Thấy Tịnh Tông Chủ đi tới, Đa Nguyên Đạo Đế nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Chuyến đi đến vũ trụ này đã khiến ông ta quá đỗi ngạc nhiên. Từ cái tên chủ nhân Bút Đại Đạo lôi thôi lếch thếch, cho đến cô gái váy xanh đã rời đi, cả cô gái váy trắng bất ngờ xuất hiện này, không ai là không mang lại bất ngờ. Người của vũ trụ này cũng không yếu lắm. Thật thú vị. Tịnh Tông Chủ chưa kịp mở miệng thì chủ nhân Bút Đại Đạo đã lên tiếng trước, vị này là Tịnh Tông Chủ, tu theo đạo môn xuất pháp tùy. Lão Đa Nguyên thối tha nhà ngươi khôn hồn thì mau dập đầu xin lỗi, may ra được bà ấy tha cho một mạng. Vô Biên Chủ liếc xéo sang, thầm nhủ lão này biết cách đổ dầu vào lửa ghê. Đa Nguyên Đạo Đế lại cười lên, đạo môn xuất pháp tùy. Ánh mắt nhìn sang Tịnh Tông Chủ, thử xem. Chủ nhân Bút Đại Đạo vội vàng kéo Vô Biên Chủ sang một bên để tránh bị vạ lây. Tịnh Tông Chủ dừng bước, nhìn thẳng vào Đa Nguyên Đạo Đế, mở miệng quỳ. Lời vừa ra, vạn pháp nghe theo. Quỳnh. Đa Nguyên Đạo Đế biến sắc trong nháy mắt khi sức mạnh vạn pháp ầm ầm giáng xuống, khiến một gối ông ta cong lại. Duỳnh duỳnh. Cái quỳ khiến tinh hà run rẩy như bị động đất lan tới. Làm càn. Đa Nguyên Đạo Đế ngẩng phát dậy với hai mắt đỏ ngầu. Chỉ trong phút chốc, sức mạnh thời gian tuế nguyệt ồ ạt tràn ra từ cơ thể ông ta, chống lại sức mạnh vạn pháp. Nhưng cho dù ông ta có dùng bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng khi sức mạnh vạn pháp như cả một vũ trụ đè nặng lên người, không thể cựa quậy. Cách đó không xa,
Phạm Diêm La Thiên Tử và Kỳ Chủ như bị sét đánh chết đứng, đầu óc trống rỗng. Quỳ thật luôn sao? Ánh mắt Đa Nguyên Đạo Đế nhìn Tịnh Tông Chủ trở nên dữ tợn, còn ả đáng chết. Bổn đế hôm nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mối nhục này ta sẽ trả lại gấp vạn lần, ngươi chờ đấy. Quỳnh. Ông ta bất thình lình tự bạo, phát ra sức mạnh khổng lồ. Tịnh Tông Chủ chỉ nói tán. Toàn bộ uy lực đó bị cuốn bay. Chủ nhân bút đại đạo, chỉ là phân thân mà thôi. Tịnh Tông Chủ liếc sang, ông đang rảnh lắm đúng không? Chủ nhân bút đại đạo cười ruồi, bận bù đầu đây. Tịnh Tông Chủ nhắm mắt lại, từ giờ trở đi, cấm mọi văn minh tiếp cận biên giới vũ trụ quan huyên. Giọng không lớn nhưng lại lan đi khắp vô số vũ trụ tinh hà. Kiếm Tông ở Thanh Châu. Trời còn tờ mờ sáng, Diệp Quân đã mặc trang phục nội môn bước vào đạo trường. Đệ tử nội môn mỗi sáng thứ hai tư sáu đều phải đến văn đạo trường để nghe giảng. Thật ra đây là một loại phúc lợi. Bởi vì người đứng lớp đều là kiếm hoàng trở lên. Văn đạo trường nằm trên đỉnh Văn Đạo Phong, một ngọn núi cô độc cao tít đâm thẳng vào tầng mây. Trên đỉnh núi là một quảng trường hình tròn lát đá xanh, đủ chỗ chứa mấy trăm nghìn người, đứng trên đó như đang bơi trong mây vậy. Diệp Quân đến nơi thì đã thấy tầm 10 đệ tử nội môn có mặt. Trai gái đều đủ, tuổi trẻ sáng lạn. Mộc Cẩn sư huynh đến. Một giọng nói vang lên. Diệp Quân quay lại, thấy một thanh niên trong trang phục màu trắng đầy phong độ đi đến. An Mộc Cẩn. Diệp Quân không khỏi kinh ngạc. Các kiếm tu trẻ tuổi vội vã ra chào với vẻ lấy lòng rõ mồn một. Bởi vì nhà họ An. An Khinh Hàn đã trở thành người đứng đầu võ viện, không khác gì thần trong mắt nhiều người. Vì vậy địa vị cả gia tộc cũng lên cao. Mà võ viện là gì? Là nơi thiên chi kiêu tử yêu nghiệt nhất tụ hội, mà để đứng đầu được nơi đó thì quá là kinh khủng. An Mộc Cẩn đáp lại từng người một. Thấy Diệp Quân gần đó, y thoáng ngẩn ra rồi đi tới chào hỏi, Diệp huynh, lại gặp nhau rồi. Các kiếm tu thấy An Mộc Cẩn chủ động bắt chuyện thì tò mò nhìn lại, thấy Diệp Quân chỉ mới tới cảnh giới tiên thiên thì giật mình. Đây là đệ tử nội môn sao? Diệp Quân đáp lại, chào An huynh. An Mộc Cẩn, Diệp huynh vượt qua khảo hạch kiếm tháp để vào sao? Diệp Quân gật đầu. Một tia lạ thường lóe lên trong mắt An Mộc Cẩn, lại nghe Diệp Quân nói tiếp, thật xấu hổ, chỉ đến được ải thứ ba. Ải thứ ba. An Mộc Cẩn ngẩn ra, đoạn tiến tới hỏi, ta không có ý gì, chỉ muốn hỏi huynh có gọi là giấu đầu lòi đuôi không? Diệp Quân bật cười. Người trẻ dạo này cũng không đơn giản đấy. An Mộc Cẩn cười cười, cũng đưa ra đánh giá tương tự về hắn. Bỗng có người nói, Ngô chủ tịch đến. Ngô chủ tịch. Diệp Quân nhìn theo, thấy một cô gái váy trắng chậm rãi đi tới thì ngẩn người. Đó chính là cô gái thẳng thắn gặp mặt ở trong núi kia. Sao lại là cô ta vậy? Hắn nhức đầu. Các kiếm tu thấy Ngu Ngưng đi tới thì lập tức đứng nghiêm, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Cô ta chính là chủ tịch kiếm tông hiện nay, đệ tử thân truyền của tông chủ, lại còn vô cùng xinh đẹp. Ngu Ngưng đi lên đài đá, nhìn xuống nói, ngồi đi. Rồi ngồi xuống trước. Những người khác làm theo. Ngu Ngưng, hôm nay sẽ học về kiếm ý. Kiếm ý sống tự ý, cũng chính là ý chí. Cô ta nghiêm túc giảng bài. Các kiếm tu bên dưới nghiêm túc nghe. Kiếm ý là một thứ vô cùng quan trọng, có thể quyết định giới hạn và sức mạnh của một kiếm tu. Nói đơn giản, đó là sức mạnh ý chí. Diệp Quân lắng nghe một hồi, cảm thấy cô gái này giảng bài rất tốt, rất phù hợp cho các kiếm tu trẻ tuổi. Bỗng Ngu Ngưng nhìn xuống, nói thả kiếm ý ra. Kiếm ý. Các kiếm tu nghe vậy thì thả ra. Kiếm ý và khí tức kiếm đạo của An Mộc Cẩn là mạnh nhất, đã lên tới kiếm hoàng. Nổi bật như hạc giữa bầy gà. Diệp Quân thì không có kiếm ý. Thật ra thì chỉ cần hắn muốn là có thể gọi nó, nhưng kiếm ý vô địch lại đặc biệt, e rằng sẽ gây phiền phức. Ngu Ngưng quan sát kiếm ý của An Mộc Cẩn một cái rồi nhìn sang người khác, gọi An Mộc Cẩn, Phó Cát, bước khỏi hàng. An Mộc Cẩn làm theo. Người còn lại là một thiếu niên ngồi ở cuối. Cậu ta tầm 17-18 tuổi,
vóc dáng gầy gò, mặt hơi tái nhợt vì lo lắng. Ngu Ngưng nói, thả kiếm ý ra. An Mộc Cẩn làm theo, kiếm ý khí thế bừng bừng, vừa xuất hiện đã áp đảo bốn phía như một đế vương. Phó Cát Trần trừ một hồi rồi cũng thả ra, nhưng kiếm ý của cậu ta vừa xuất hiện đã rụt về lại cơ thể như sợ chạm phải kiếm ý của An Mộc Cẩn. Ha ha ha! Các kiếm tu khác cười bò. Phó Cát lại càng sợ sệt hơn, cố gắng thả kiếm ý ra lại, nhưng nó một lần nữa rụt về. Các kiếm tu cười lớn hơn. Phó Cát đổ mồ hôi ròng ròng. Ngu Ngưng nhíu mày khẽ quát, Phó Cát. Cậu thiếu niên run bắn lại, vội vàng hành lễ với cô ta, lắp bắp, Ngu chủ tịch. Ngu Ngưng hỏi, vì sao kiếm ý yếu như vậy? Phó Cát cuống cả lên, không biết trả lời thế nào. Ngu Ngưng lắc đầu, kiếm ý thế này, không có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Phó Cát nghe vậy thì tái mặt, lập tức quỳ xuống, Ngu chủ tịch, ta sẽ cố gắng hơn. Một số kiếm tu nghe vậy thì lộ vẻ khinh bỉ. Bọn họ cho rằng kiếm tu phải có cốt khí, thẳng tắp không cong, hở ra một cái đã quỳ thì không xứng làm kiếm tu. Ngu Ngưng thấy Phó Cát quỳ thì nhíu mày, bỗng thấy Diệp Quân đi đến đỡ cậu ta dậy, cười nói, đừng vội, Ngu chủ tịch không có ý gì đâu, chớ nghĩ nhiều. Ngu Ngưng nhìn hắn, nội môn cách nửa tháng sẽ có kiểm tra, nếu không thể vượt qua sẽ bị trục xuất. Kiếm ý này của hắn không thể nào hoàn thành kiểm tra, cũng không đạt tới tiêu chuẩn đệ tử nội môn. Giọng cô ta hơi gần lại khi quay sang Phó Cát, ngươi vào nội môn bằng cách nào? Phó Cát run rẩy đáp, thông qua khảo hạch. Ngu Ngưng nhíu mày, gọi trưởng lão nội môn. Một chốc sau, một ông lão xuất hiện giữa sân, thi lễ với cô ta, Ngu chủ tịch. Ngu Ngưng đánh mắt sang Phó Cát, hỏi, hắn vào đây bằng cách nào? Trưởng lão thấy Phó Cát thì hơi biến sắc, Tần Ngân nói, đúng là thi vào được, nhưng... Ngu Ngưng nhíu mày, nhưng gì? Trưởng lão, hắn khá là may mắn. Hôm khảo hạch thì trận pháp có vấn đề khiến hình nộm gặp lỗi, đến khi phát hiện ra thì hắn đã thành đệ tử nội môn cho nên. Những người khác nghe vậy thì bừng tỉnh ngộ. Ra là ăn may. Ánh mắt họ nhìn Phó Cát trở nên kỳ lạ, dùng cách này trở thành đệ tử nội môn đúng là bất thường. Phó Cát xấu hổ vô cùng, càng sợ mình bị đuổi. Ngu Ngưng nghe xong lại càng không vui, sao sai lầm này lại xảy ra ở nội môn được. Trưởng lão vội nói, là lỗi của chúng ta đã chỉnh sửa toàn diện, đảm bảo sẽ không xảy ra nữa. Ngu Ngưng lại nhìn gương mặt trắng bệch của Phó Cát, cậu ta muốn quỳ xuống tiếp nhưng bị Diệp Quân đỡ lại. Hắn cười nói với Ngu Ngưng, Ngu chủ tịch, sai nằm ở trận pháp, không phải tại cậu ta. Chẳng phải vẫn còn khảo hạch hàng tháng đó sao? Chỉ bằng đợi nửa tháng sau, cậu ta không thông qua thì hãy khai trừ. Ngu Ngưng im lặng nhìn hắn một hồi rồi nói, được, nửa tháng sau không thông qua thì khai trừ. Diệp Quân gật đầu, nói với Phó Cát, cố gắng lên nhé. Phó Cát cảm kích hành lễ với hắn, đa tạ huynh đài. Ngu Ngưng hỏi Diệp Quân, kiếm ý của ngươi đâu? Diệp Quân, chưa lĩnh ngộ được. Các kiếm tu khác ngẩn ra. Chưa lĩnh ngộ được. An Mộc Cẩn ngạc nhiên, trần trừ hỏi, Diệp huynh chắc chứ? Diệp Quân cười, chắc. Sắc mặt An Mộc Cẩn trở nên kỳ lạ. Ngu Ngưng hỏi, người chưa lĩnh ngộ hay không muốn bại lộ? Diệp Quân chỉ cười không nói. Ngu Ngưng nhìn hắn, tan học. Rồi lập tức bỏ đi. An Mộc Cẩn cười nói, chúng ta trở về rồi nói chuyện. Y xoay người đi với một nhóm kiếm tu đi theo. Chỉ còn lại Diệp Quân và Phó Cát, người sau lập tức hành lễ với hắn, đa đa tạ Diệp huynh. Diệp Quân chỉ cười, ta thấy kiếm ý của ngươi rất tốt nhưng lại không kiên định, vì sao? Phó Cát ngẩn ra, rồi chỉ lắc đầu không nói. Diệp Quân vừa mở miệng thì một ông lão xuất hiện gần đó, Phó Cát, người nhà tới gặp. Phú Cát ra vẻ vui mừng, lại chào Diệp Quân, ta cáo từ trước đây Diệp huynh, rồi vội vàng đi mất. Diệp Quân nhìn Phó Cát rời đi, hắn cũng không nghĩ nhiều mà cũng xoay người bỏ đi. Hắn nhanh chóng trở về trạch viện của mình, Dương Dĩ An đang ngồi trước cửa đợi hắn, thấy hắn đi vào, cô bé lập tức đứng dậy, sau đó chạy đến trước mặt hắn, cười khanh khách nhìn hắn. Diệp Quân cười khẽ,
Hắn quan sát Dương Dĩ An một lúc rồi nói, chúng ta đến thành Thanh Vân chơi đi. Hai mắt Dương Dĩ An lập tức sáng lên, được được. Tuy kiếm tông rất tốt nhưng lại không được tự do, làm gì cũng không thoải mái, cô bé rất mất tự nhiên. Bây giờ Diệp Quân đã giàu hơn trước rất nhiều, vì thế hắn thẳng tay thuê một chiếc thuyền mây, chưa đến 15 phút, hai người họ đã đến được thành Thanh Vân. Diệp Quân dẫn Dương Dĩ An đi tới một cửa hàng quần áo, chủ tiệm là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, vóc người hơi lực lưỡng, thấy Diệp Quân và Dương Dĩ An đi vào, bà ta vội vàng nghênh đón, cười nói, hai vị khách quan muốn mua gì ạ? Diệp Quân cười nói, chọn cho muội muội của ta mấy bộ quần áo. Lúc này Dương Dĩ An vẫn mặc quần áo như ăn mày trước đây. Nghe thấy lời của Diệp Quân, bà chủ lập tức nhìn về phía Dương Dĩ An, bà ta quan sát cô bé một lúc rồi cười nói, tiểu muội muội, đi theo ta. Nhưng Dương Dĩ An lại lắc đầu, cô bé kéo ống tay áo của Diệp Quân, nghiêm túc nói, không cần quần áo, mua đồ ăn đi. Diệp Quân hơi đau lòng xoa đầu Dương Dĩ An, mỉm cười nói, sau khi ta trở thành đệ tử nội môn của kiếm tông, tông môn đã thưởng cho ta không ít linh tinh, sau này chúng ta sẽ không thiếu đồ ăn nữa. Dương Dĩ An chớp mắt, thật sao? Diệp Quân cười nói, đúng thế. Dương Dĩ An hơi do dự, sau đó nói, nhưng cần phải tiết kiệm một chút. Diệp Quân cười nói, ta cũng muốn mua một bộ quần áo, nếu muội không mua thì ta cũng không mua. Dương Dĩ An nhìn hắn, cuối cùng cô bé gật đầu, được. Dương Dĩ An được bà chủ dẫn vào trong, không lâu sau đó, bà ta đã dẫn Dương Dĩ An đi ra, khi nhìn thấy Dương Dĩ An, hắn nhất thời sửng sốt. Lúc này Dương Dĩ An đã xảy ra thay đổi long trời lở đất, cô bé mặc váy dài màu trắng, dù đã 14 tuổi nhưng có lẽ vì thiếu dinh dưỡng nên cô bé gầy nhỏ hơn những cô gái bình thường một chút, nhưng ngũ quan của cô bé lại rất tinh xảo, là một mỹ nhân trời sinh, có điểm hình như cô bé vẫn chưa quen với quần áo trên người. Vì thế nên nét mặt hơi mất tự nhiên. Diệp Quân đi tới trước mặt cô bé, cười nói, đẹp. Dương Dĩ An hơi cúi đầu, mặt đỏ lên. Diệp Quân cười khẽ, hắn nhìn về phía bà chủ, chọn thêm cho muội ấy mấy bộ đi. Bà chủ lập tức cười tươi rói rói, được, được. Một lát sau, Diệp Quân và Dương Dĩ An rời khỏi cửa hàng quần áo, hắn dẫn cô bé đi dạo trên phố. Dương Dĩ An chợt nhìn kiếm tu vừa đi ngang qua ở cách đó không xa, huynh là kiếm tu rồi đúng không? Diệp Quân gật đầu, phải. Dương Dĩ An quay đầu nhìn Diệp Quân, huynh không có kiếm của mình sao? Diệp Quân cười khẽ, tạm thời không có. Dương Dĩ An gật nhẹ đầu, ồ. Sau đó, hai người đi tới một quán mì, Diệp Quân gọi hai bát mì, rõ ràng Dương Dĩ An là một người rất thích ăn, chẳng mấy chốc đã ăn sạch hai bát mì. Sau đó nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt chờ mong. Diệp Quân cười to, ông chủ, thêm một bát nữa. Dương Dĩ An cười ngọt ngào. Sau khi ăn mì xong, hai người lại dạo một vòng trong thành, mua một ít đồ dùng cá nhân, sau đó mới trở về kiếm tông. Mang rất nhiều đồ trở về. Rõ ràng hôm nay Dương Dĩ An rất vui, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Khi trở về kiếm tông đi qua cửa lớn nội môn, một giọng nói châm chọc chợt vang lên từ bên cạnh, thì ra mẹ ngươi là một kẻ bán bánh bao, ha ha. Diệp Quân dừng bước, quay đầu thấy cách đó không xa có mấy người đang vây quanh châm chọc Phó Cát. Phó Cát bị bọn họ vây lại ở giữa rồi châm chọc, y rất tức giận nhưng chỉ biết im lặng, không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho bọn họ cười đùa. Diệp Quân cau mày, hắn dẫn Dương Dĩ An đi tới, thấy Diệp Quân tới. Mấy người đàn ông kia lập tức cau mày, người đàn ông mặc áo gấm đứng đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi làm gì đấy? Y vẫn khá kiêng dè thiếu niên có thể nói chuyện với An Mộc Cần này. Diệp Quân cười nói, ta tìm Phó Huynh có chút việc. Sau đó, hắn nhìn về phía Phó Cát, Phó Huynh, không phải Huynh để đồ ở chỗ của ta sao? Đi theo ta lấy nó đi. Phó Cát nhìn Diệp Quân với vẻ biết ơn, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Quân. Thiếu niên áo gấm nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi tên là Diệp Dương đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Thiếu niên áo gấm nheo mắt cười khẩy, hình như ngươi rất thích lo chuyện bao đồng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó đáp, vị huynh đài này, Phó Huynh gia cảnh bần hàn, nhưng đó không phải một chuyện đáng xấu hổ. Ngược lại,
gia cảnh huynh ấy bần hàn mà lại có thể đi được đến hiện tại, ta cảm thấy huynh ấy rất giỏi. Phó Cát nhìn Diệp Quân, sau đó im lặng cúi đầu. Thiếu niên áo gấm cười châm chọc, sao cơ, người còn dạy đời cả ta à? Nói xong, y lấy trường kiếm ra chĩa thẳng về phía Diệp Quân, đừng nói đạo lý nhiều thế, người có dám lên đài sinh tử với ta không? Mọi người đều sửng sốt. Diệp Quân cũng không ngoại lệ. Mẹ kiếp! Người trẻ tuổi bây giờ đều hung hăng thế à? Không vui phát là lên đài sinh tử. Thấy Diệp Quân im lặng, thiếu niên áo gấm kia càng hung hăng hơn, người dám không? Diệp Quân trầm giọng nói, không cần thiết lắm nhỉ. Thiếu niên áo gấm nhìn chằm chằm Diệp Quân với khí thế đáng sợ, ta cảm thấy là rất cần thiết. Năm đó kiếm chủ nhân gian từng nói coi thường sinh tử, không phục thì đánh, là một kiếm tu nên làm theo ý mình, không vừa ý cứ rút kiếm giết người. Diệp Quân hoàn toàn cạn lời. Tên này còn là người hâm mộ của cha à? Thấy Diệp Quân vẫn không nói gì, thiếu niên áo gấm lập tức phẫn nộ, sợ sệt như thế thì sao xứng làm kiếm tu. Cuối cùng thì ngươi có lên đài sinh tử không đây? Phó Cát ở bên cạnh vội nói, Thác Bạt huynh, đây là lỗi của ta xin lỗi huynh, ta. Nói đến đây, y lại vô thức muốn quỳ xuống. Diệp Quân vội vàng giữ lấy y, hắn thở dài, bây giờ huynh quỳ xuống trước mặt y chẳng những không có được sự tôn trọng của y mà còn bị y coi thường hơn nữa. Phó Cát run rẩy nói, xin lỗi Diệp huynh, ta. Diệp Quân đang định ngắt lời hắn thì thiếu niên áo gấm đã nổi giận quát, các ngươi có thể đừng lề mề như thế không? Có lên đài sinh tử không chỉ cần nói một câu thôi, cần phải lề mề tới vậy à, chán chết đi được. Diệp Quân nhìn về phía người đàn ông áo gấm, cười nói, vậy thì lên đài sinh tử thôi. Diệp huynh. Phó Cát thay đổi sắc mặt, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng Diệp Quân lại cười nói với y, không sao. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Diệp Quân, đi thôi. Dứt lời, y ngự kiếm, biến thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Diệp Quân cau mày nhìn về phía mấy người đi theo người đàn ông áo gấm, đài sinh tử ở đâu? Mấy tùy tùng. Một ông lão đi tới tông chủ các, trong các, ông lão cung kính hành lễ với Việt Kỳ và Ngu Ngưng, sau đó nói, tông chủ. Diệp Dương và Thác Bạt Cổ muốn lên đài sinh tử. Việt Kỳ cau mày, đài sinh tử. Ông lão gật đầu, đúng thế. Sau đó, ông ta kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe xong, Việt Kỳ im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Ngu Ngưng, người đi xem sao. Ngu Ngưng gật đầu, được. Sau đó, cô ấy đứng dậy rời đi cùng ông lão. Chuyện hai người muốn lên đài sinh tử nhanh chóng được lan truyền, có rất nhiều đệ tử nội môn chạy tới đài sinh tử. Đài sinh tử nằm trên đỉnh sinh tử, đỉnh sinh tử là một đỉnh đơn độc, bình thường gần như không có ai ở đây, chỉ khi diễn ra cuộc chiến sinh tử nó mới trở nên náo nhiệt hơn một chút. Lúc này có không ít đệ tử nội môn chạy tới nơi này. Thác Bạt Cổ kiêu căng đứng trên đài sinh tử, y cầm một thanh kiếm trong tay, phong mang lộ ra, khí thế đáng sợ. Y có cảnh giới cũng không thấp, là cảnh giới nhân tiên, đồng thời cũng là một kiếm tôn, dù không bằng mấy người như Diệp Trúc Tân và An Mộc Cẩn, nhưng cũng thuộc bậc trung trong nội môn. Thác Bạt Cổ đợi một lát, sau đó chợt nhíu mày, sao hắn ta còn chưa tới? Lúc này, một thiếu niên đáp, vừa nhận được tin là Diệp Dương kia không biết ngự kiếm phi hành nên đang đi bộ tới. Nghe thấy lời này, mấy kiếm tu đang có mặt đều bật cười. Không biết ngự kiếm. Thác Bạt Cổ cười châm chọc, một kẻ gia nhập kiếm tông bằng may mắn, một kẻ có lẽ gia nhập dựa vào quan hệ, khó tránh có thể chơi thân được với nhau, đúng là cá mè một lứa. Cuối cùng sau khi đợi khoảng nửa canh giờ, ba người nhóm Diệp Quân cũng lên được tới đỉnh núi. Lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Diệp Quân hơi cạn lời, bây giờ hắn thật sự vẫn không thể ngự kiếm phi hành, vì linh khí trong cơ thể quá ít. Sợ rằng vừa mới bay lên đã rơi xuống mất. Diệp Quân không suy nghĩ nhiều nữa, hắn bước nhanh về phía đài sinh tử, mà lúc này Phó Cát chợt kéo hắn lại, run rẩy nói, Diệp huynh, hay là chúng ta đầu hàng đi. Diệp Quân. Phó Cát nhìn thoáng qua Thác Bạt Cổ trên đài sinh tử, y lắc đầu, y có cảnh giới nhân tiên, còn là một kiếm tôn, trên người còn có một thanh kiếm cấp bậc pháp khí, quan trọng hơn y còn là người của nhà Thác Bạt ở Thanh Châu.
nhà Thác Bạt chỉ đứng sau nhà họ Diệp và nhà họ An, dù chúng ta thắng, chúng ta cũng không đấu lại được bọn họ, thậm chí còn có thể sẽ liên lụy đến người nhà nữa. Nhà Thác Bạt. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ tên này lại là người của nhà Thác Bạt. Hắn cười nói với Phó Cát, huynh nói rất đúng, nếu chúng ta giết y thì chắc chắn nhà Thác Bạt đứng sau y sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng huynh có suy nghĩ khi bị bọn họ bắt nạt mà không phản kháng thì sẽ thế nào không? Huynh suy nghĩ cho kỹ vào. Nói xong, hắn xoay người đi về phía đài sinh tử. Phó Cát ngây người. Diệp Quân bước lên đài sinh tử, hắn cười nói với Thác Bạt Cổ, nghe nói ngươi là người nhà Thác Bạt. Thác Bạt Cổ lạnh nhạt đáp, đúng, làm sao? Diệp Quân cười nói, không có gì, bắt đầu thôi. Thác Bạt Cổ đột nhiên lao về phía trước, cùng lúc đó, kiếm trong tay y bay ra ngoài, chém thẳng về phía Diệp Quân, còn Diệp Quân chỉ hơi nghiêng người đã tránh được, cùng lúc đó, hắn dùng tay làm kiếm, chỉ về phía cổ họng Thác Bạt Cổ. Phịch! Thác Bạt Cổ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đau đớn ngã quỵ dưới đất phun máu không ngừng. Nhưng y cũng không chết vì Diệp Quân đã nương tay rồi. Còn xung quanh thì lại yên lặng như tờ. Đánh bại chỉ với một chiêu. Ngu Ngưng trong bóng tối nhìn chằm chằm Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì. Còn An Mộc Cẩn ở một hướng khác thì lại bật cười, Diệp huynh, che giấu năng lực giỏi thật đấy. Phó Cát đứng dưới đài nhìn Diệp Quân với vẻ khó tin, Diệp huynh, hắn. Dương Dĩ An thì tỏ vẻ sùng bái. Trên đài sinh tử, Diệp Quân đi tới trước mặt Thác Bạt Cổ, hắn cầm lấy nhẫn không gian của y, sau đó xoay người rời đi. Diệp Quân đi được hai bước thì chợt dừng bước, xoay người nhìn Thác Bạt Cổ đang kinh hãi, ngươi sẽ trả thù ta chứ? Thác Bạt Cổ thoáng ngây ngươi, sau khi hiểu ý đối phương, sắc mặt hắn thay đổi, vội nói, không ta sẽ không, ta cũng. Đâu có ngốc, dù trong lòng muốn thì chắc chắn bây giờ cũng sẽ không nói ra. Mọi người. Nghe Thác Bạt Cổ nói thế, khóe miệng Diệp Quân hơi nhếch lên, người cũng thông minh đấy. Nói xong hắn quay người đi xuống khỏi đài sinh tử. Còn Thác Bạt Cổ thì thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi khi Diệp Quân hỏi y câu đó, lông tơ trên người y lập tức dựng đứng, cảm giác một ngạt cận kề cái chết dâng lên trong lòng. Cảm giác chết chóc. Lúc đó, y thực sự rất sợ hãi. Nhìn Diệp Quân đang đi xuống, trong mắt y hiện lên vẻ nghi hoặc, rốt cuộc tên này là ai? Những kiếm tu xung quanh nhìn Diệp Quân với ánh mắt tò mò và nặng nề. Người có thể trở thành đệ tử nội môn làm sao có thể là kẻ tầm thường được. Lúc này, đương nhiên bọn họ hiểu người tên Diệp Dương chỉ có cảnh giới tiên thiên này chỉ đang giả heo ăn thịt hổ. Sau này phải cẩn thận hơn. Trong âm thầm, Ngô Ngưng vẫn luôn theo dõi Diệp Quân, đương nhiên cô ấy cũng tò mò về lai lịch của hắn, bởi vậy cô ấy đã âm thầm điều tra nhưng không phát hiện được gì. Lai lịch bí ẩn. Mà cô ấy thì ngày càng tò mò. An Mộc Cẩn cũng theo dõi Diệp Quân, y mỉm cười, Diệp huynh này đúng là thú vị. Sau khi Diệp Quân xuống khỏi đài sinh tử, hắn nhìn Phó Cát và Dương Dĩ An trước mặt, cười khẽ chúng ta về thôi. Ba người đang định về theo đường cũ. Lúc này, một người đàn ông kiếm tu đột nhiên bước tới, cười nói, Diệp huynh, xin chào. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, huynh là. Hắn vừa mới đến nội môn, vẫn chưa biết hết các đệ tử trong nội môn. Người đàn ông kiếm tu mỉm cười, ta tên là Lục Huyền Phong. Nói rồi gã lấy ra ba lá bùa đưa cho Diệp Quân, Diệp huynh, đi theo đường cũ trở về mất rất nhiều thời gian, đây là bùa dịch chuyển. Tọa độ là nội môn, nếu Diệp huynh không chê thì có thể dùng lá bùa này trở về. Diệp huynh yên tâm, chỉ là ba lá bùa dịch chuyển thôi, không phải là ân huệ, ta cũng không có mục đích gì, chỉ muốn làm quen với Diệp huynh và Phó huynh thôi. Phó Cát nhìn Lục Huyền Phong, không nói gì. Diệp Quân cũng không từ chối mà nhận lấy bùa dịch chuyển, cười đáp, vậy thì cảm ơn huynh nhé. Đối với hắn, ra ngoài có thêm bạn vẫn tốt hơn có thêm thù. Đương nhiên tiền đề phải là không vi phạm nguyên tắc. Thấy Diệp Quân bằng lòng nhận, Lục Huyền Phong càng cười sán lạn hơn, gã chắp tay nói, hẹn gặp lại. Nói rồi gã quay người ngự kiếm rời đi. Diệp Quân nhìn Lục Huyền Phong ngự kiếm rời đi, sau đó cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn kéo Dương Dĩ An, khởi động bùa dịch chuyển, rất nhanh ba người đã được một luồng ánh sáng xanh bao phủ,
trong nháy mắt đã tới đỉnh nội môn. Dương Dĩ An nhìn xung quanh, đôi mắt mở to, thật lợi hại. Diệp Quân cười lớn, xoa đầu Dương Dĩ An rồi quay lại nhìn Phó Cát, Phó Cát thấy hắn nhìn lại thì vội cúi đầu thật sâu, cảm ơn Diệp huynh đã giúp. Diệp Quân mỉm cười, Phó huynh, xuất thân hèn mọn chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ, huynh không biết năm xưa kiếm chủ Thanh Sam cũng là đệ tử tạp dịch sao. Nhưng về sau thành tựu của ông ấy, thế gian này mấy ai có thể sánh được. Trong bầu trời đầy sao xa xôi, ở nơi sâu trong đó có những tấm bia cao tới tận trời, những tấm bia này đều có màu đỏ máu, vô cùng rợn người. Mà trên một bia mộ lớn nhất có một người đàn ông áo xanh đang đứng, ông ấy đứng trên kiếm, bia đá dưới chân rung chuyển dữ dội. Như cảm nhận được điều gì đó, người đàn ông áo xanh đột nhiên cười lớn, đứa cháu trai cưng của mình quả là thiên tài, ha ha. Nói rồi ông ấy đột nhiên vung tay phải xuống, một luồng kiếm khí phóng thẳng vào trong bia đá, luồng kiếm khí này chỉ cháu trai ta mới có thể phá giải được, ngươi chờ ở đây cho ta. Nói xong ông ấy định rời đi, nhưng lại không yên lòng, vì thế ông lấy ra một bức chân dung dán trên bia đá, đây là cháu trai của ta, nó tên Dương Quân. Nói xong ông ấy ngự kiếm bay đi, biến mất ở cuối tinh hà. Một lát sau có tiếng gầm thét dữ dội vang lên trong bia đá tìm. Phát động toàn bộ cường giả của nền văn minh thiên mộ, tìm Dương Thiếu bằng mọi giá cho ta. Mấy bia đá xung quanh rung chuyển kịch liệt, không lâu sau từng luồng khí tức bí ẩn lao về phía tinh hà vũ trụ bốn phía. Thanh Châu, Kiếm Tông. Phó Cát nghe lời Diệp Quân nói xong thì cười khổ, nhưng không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói tiếp, Phó Huynh, ta nói thêm vài câu nhé, làm người, người khác có thể coi thường mình, nhưng chúng ta không được tự coi thường chính mình, bởi vì nếu chúng ta coi thường bản thân, người khác sẽ càng coi thường chúng ta. Thế giới này là thế giới tôn sùng kẻ mạnh, Huynh muốn có được sự tôn trọng của người khác dựa vào sự hạ mình và lấy lòng thì không được đâu, chỉ có thực lực mới có thể khiến người khác tôn trọng mình. Phó Cát đột nhiên quỳ xuống, hai tay nắm chặt, run rẩy nói, Diệp Huynh, sao ta không hiểu những đạo lý Huynh nói chứ? Nhưng Huynh không biết người ở tầng lớp thấp muốn thay đổi vận mệnh là điều khó khăn nhường nào. Thiên phú của ta không kém hơn những người đó, ta cố gắng gấp 10 lần bọn họ, nhưng đến cuối cùng ta cũng không bằng được bọn họ, vì sao? Vì khi bọn họ dùng đan dược để nâng cao cảnh giới thì ta vẫn đang lo chuyện cơm áo, khi bạn họ được giáo viên dạy bảo, ta chỉ có thể nghiền ngẫm từng chút. Khi bọn họ chưa vào kiếm tông thì đã có công pháp và các loại kiếm kỹ và linh bảo, còn ta chỉ có thể tích lũy học phần để đổi sau khi vào kiếm tông. Nói đến đây, hai mắt y chợt đỏ hoe, ta không ghen tị với họ, cũng không oán hận mẹ ta, Diệp Huynh, Huynh biết không? Ta được mẹ một mình nuôi lớn từ bé, bà ấy bán bánh bao nuôi ta khôn lớn, bởi vì bà là quá phụ nên những năm nay bà đã chịu quá nhiều khổ đau, quá nhiều uất ức, sở dĩ ta chịu đựng không phải vì ta không cương quyết. Cũng không phải ta sợ chết, ta sợ nếu mình chết thì mẹ mình phải làm sao. Bọn họ giết một người có thể dùng tiền cho qua, có thể không cần chịu trách nhiệm, nhưng ta chỉ là một người bình thường, không quyền không thế không chỗ dựa, ta không có tư cách đấu với họ. Diệp Quân im lặng một lát rồi nhẹ nhàng thở dài, cúi người đỡ Phó Cát dậy, nhưng y lắc đầu, Diệp Huynh, ta biết Huynh không phải người bình thường, ta xin Huynh cho ta một cơ hội có thể khiến ta thay đổi vận mệnh. Có thể đây cũng là cơ hội duy nhất đời này của ta. Nói xong y định dập đầu nhưng bị Diệp Quân ngăn lại. Diệp Quân nhìn y, ta có thể cho Huynh cơ hội, nhưng Huynh có thể chịu được khó khăn không? Phó Cát mừng rỡ, vội vàng nói, được, khó khăn nào ta cũng có thể chịu được. Diệp Quân nói, đứng lên đi. Phó Cát do dự một chút, sau đó đứng dậy. Diệp Quân vỗ nhẹ lên vai y, đồng ý với ta đây là lần cuối cùng Huynh quỳ trước mặt người khác. Phó Cát gật đầu, nghiêm túc nói, được. Diệp Quân khẽ mỉm cười, kẹp ngón tay lại, một luồng sáng trắng bay vào đầu mày Phó Cát, đây là truyền thừa kiếm đạo của một vị tiền bối này có tên là Diệp Tu Nhiên, là một kiếm tu tuyệt thế, hy vọng Huynh không làm ông ấy mất mặt. Hắn sao chép một bản truyền thừa kiếm đạo của Diệp Tu Nhiên năm xưa để học tập nghiên cứu. Mà bản hắn truyền cho Phó Cát không phải tất cả truyền thừa, mà là một phần cơ bản, đưa hết cho Phó Cát, bây giờ y cũng chẳng thể hiểu được, hơn nữa còn có thể mang đến rắc rối lớn cho y. Truyền thừa kiếm đạo. Một lúc sau Phó Cát bỗng kích động, vô cùng phấn khích, y mở mắt, định quỳ xuống trước Diệp Quân nhưng bị Diệp Quân ngăn lại.
Diệp Quân cười nhẹ, tu luyện cho tốt, đừng làm vị tiền bối đó mất mặt. Phó Cát nghiêm túc nói, nhất định. Diệp Quân cười, đi đi. Phó Cát cúi đầu thật sâu trước Diệp Quân, sau đó quay người rời đi. Sau khi Phó Cát rời đi, Dương Di An mới nói, vì sao huynh lại giúp huynh ấy? Diệp Quân cười khẽ, chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Dương Di An hơi khó hiểu. Nhưng Diệp Quân không giải thích thêm nữa mà cười bảo, đến lúc học rồi. Nói xong hắn kéo Dương Di An đi về phía trạch viện của mình. Sau khi về trạch viện, Diệp Quân bắt đầu dạy Dương Di An học, lần này hắn đến thành Thanh Vân, ngoài mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, còn mua một vài cuốn sách, hắn định để Dương Di An đọc hết những cuốn sách này trước. Tất nhiên hắn cũng dạy Dương Di An tu luyện, bây giờ có linh tinh cực phẩm, tốc độ tu luyện của Dương Di An cũng tăng lên rất nhanh. Đêm khuya. Sau khi Dương Di An ngủ say, Diệp Quân về phòng mình, ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy nhẫn không gian của thác bạt cổ ra, bên trong có mấy trăm viên linh tinh cực phẩm, ngoài ra còn có một vài loại đan dược. Diệp Quân cười lớn, cộng thêm mấy trăm viên linh tinh cực phẩm này, bây giờ hắn đã có hơn 1.000 viên, đây chắc chắn là một số tiền rất lớn đối với hắn hiện tại. Tiền vô cùng đáng quý. Trước đây hắn chưa bao giờ phải nghĩ chuyện tiền bạc, nhất là sau khi kế thừa gia nghiệp, tiền đối với hắn chỉ là một con số. Nhưng hiện giờ hắn đã hiểu được tầm quan trọng của tiền, đúng là một xu cũng đánh bại được anh hùng hảo hán. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Quân cất nhẫn đi, sau đó lấy ra hơn 100 viên linh tinh cực phẩm bắt đầu hấp thu. Đột phá cảnh giới trước. Khoảng một canh giờ sau, một luồng khí thoát ra khỏi cơ thể hắn. Cảnh giới thần anh. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười, chỉ cần tăng thêm một cảnh giới nữa thôi, tới cảnh giới chân pháp là hắn có thể ngự kiếm được rồi. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám tiếp tục nâng cao cảnh giới, liên tục tăng hai cảnh giới trong một đêm là quá khoa trương. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân bỗng nói, tháp ra, ta phát hiện kiếm tông này hình như cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tiểu tháp nói, ta cảm thấy vấn đề khá lớn. Diệp Quân hỏi, người đang nói chuyện của Phó Cát à? Tiểu tháp đáp, phải. Diệp Quân im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói, có một câu hắn nói rất đúng, người ở tầng lớp thấp muốn thay đổi vẫn mệnh thật sự quá khó. Hơn nữa thế gia và tông môn ngày càng mạnh, cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ chỉ càng mạnh hơn. Nói một cách đơn giản, sau này có thể là người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo, thật ra thế gia và tông môn cũng không phải không thể ngày càng tốt lên. Chỉ cần không cướp bóc, không đàn áp, đi đúng đường thì không có gì sai cả, nhưng... Nói đến đây, sắc mặt hắn dần dần tối sầm. Tiểu tháp nói, lần này ngươi tu lại lần nữa, ta thấy cũng tốt, bởi vì ngươi có thể tự mình cảm nhận thế giới trật tự do mình tự tạo ra là như thế nào. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể phát hiện ra vấn đề hiện tại của trật tự này. Diệp Quân gật đầu, nếu ta đã lập ra trật tự thì ta phải chịu trách nhiệm với trật tự này đến cùng. Dứt lời, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm ý. Không phải kiếm ý vô địch, mà là một loại kiếm ý mới. Thấy thế Diệp Quân sửng sốt. Đây là kiếm ý gì? Tiểu tháp bỗng nói, đây có lẽ là kiếm ý trật tự. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, kiếm ý trật tự. Tiểu tháp nói, đúng thế, giống nhân gian kiếm ý của cha ngươi. Diệp Quân hơi ngờ vực, tại sao lại đột nhiên có kiếm ý này? Tiểu tháp nói, có liên quan đến quyết định cá nhân, những gì ngươi vừa nói cũng là quyết định. Còn cuối cùng kiếm ý trật tự này đạt đến mức độ nào thì còn phụ thuộc vào trật tự này của bản thân ngươi có thể đạt đến mức nào. Kiếm ý trật tự. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ lúc này mình lại lĩnh hội được kiếm ý trật tự, vì trật tự là hắn đã đề nghị từ lâu, nhưng lúc đó hắn lại không lĩnh hội được kiếm ý này. Như biết được Diệp Quân đang nghĩ gì, tiểu tháp nói. Mặc dù ngươi đã lập ra trật tự từ lâu, nhưng khi đó ngươi chỉ là nói suông, thật ra đều là người khác làm, bây giờ ngươi mới là thật sự nhận ra được trách nhiệm của mình, biết tầm quan trọng của trật tự của mình. Diệp Quân mỉm cười, xòe tay ra, một tia kiếm ý xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, so với kiếm ý vô địch, kiếm ý trật tự này dịu dàng hơn rất nhiều, còn sức mạnh cũng không bằng kiếm ý vô địch.
Tiểu Tháp nói, kiếm ý trật tự này có thể mạnh đến mức nào phụ thuộc vào đại đạo trật tự của ngươi hoàn thành bao nhiêu, cố lên. Diệp Quân gật đầu, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, có phải sẽ có người nhận ra kiếm ý này không? Tiểu Tháp nói, ngươi không nói thì không ai biết, vì chỉ cần người từng lập ra trật tự mới biết kiếm ý trật tự này. Diệp Quân cười nói, vậy thì tốt. Nói rồi hắn nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. Giờ không giống trước, bây giờ hắn cần phải ăn, cũng cần phải ngủ. Trong giấc mơ, hắn một mình khiêu chiến với ngũ kiếm, đánh cho ngũ kiếm cúi đầu chịu thua. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, trên núi Kiếm Tông vang lên rất nhiều tiếng kiếm. Còn 2 tháng nữa là đến cuộc thi Vạn Châu, hiện tại người Kiếm Tông đang cố gắng tu luyện, nhất là đệ tử nội môn vì những người tham gia chủ yếu đều là đệ tử nội môn, những đệ tử chân truyền đó đều đã quá tuổi tham gia. Đệ tử ngoại môn cũng đang vất vả tu luyện, vì ngoài những người tham gia chính ra, họ cũng có cơ hội lộ diện. Phải biết rằng, sân đấu chính của cuộc thi Vạn Châu lần này là ở Thanh Châu. Bởi vì thể lệ trước đây đã được thay đổi, sau này châu nào giành được vị trí thứ nhất thì cuộc thi Vạn Châu đợt tiếp theo sẽ được tổ chức ở châu đó. Lần thi trước, Thanh Châu đã giành vị trí thứ nhất nên cuộc thi Vạn Châu năm nay được tổ chức ở Thanh Châu. Nói cách khác 2 tháng sau, thiên tài yêu nghiệt của Vạn Châu sẽ đến Thanh Châu. Yêu nghiệt Vạn Châu tụ lại dĩ nhiên có sự so sánh. Thế nên cho dù đệ tử ngoại môn không tham gia cuộc thi nhưng cũng đều đang vất vả tu luyện. Diệp Quân đến đỉnh tu luyện của Kiếm Tông, đây là nơi chuyên để các đệ tử nội môn tu luyện, tổng cộng có 12 tháp tu luyện, có thể tu luyện tốc độ, sức mạnh, lực tinh thần, kiếm kỹ v.v. Nhưng mỗi lần đi vào tháp tu luyện đều cần linh tinh. Diệp Quân đi đến trước một tòa tháp trong đó, lúc biết được muốn vào tu luyện cần 20 viên linh tinh, hơn nữa mỗi giờ là 20 viên linh tinh, Diệp Quân không khỏi thở dài, hắn nghĩ đến Phó Cát. Vì Phó Cát không thể tu luyện ở một nơi như thế này. Chắc chắn cả Kiếm Tông không chỉ có một Phó Cát. Sau này phải sao đổi chế độ này, để nhiều người có cơ hội. Sau khi trả 20 viên linh tinh, Diệp Quân bước vào trong tháp, đây là tháp tu luyện tốc độ. Vừa bước vào trong, hắn phát hiện trọng lực thời không ở đây mạnh gấp đôi bên ngoài, lúc này một con rối kiếm tu xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó con rối kiếm tu đó biến mất như một con rối cơn gió lốc. Một nhát kiếm đâm đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân tiến đến trước một bước, sau đó con rối kiếm tu biến mất. Diệp Quân đến tầng thứ hai, trọng lực ở tầng thứ hai gấp đôi tầng thứ nhất. Lúc Diệp Quân tu luyện, Dương Dĩ An đến điện nhiệm vụ của nội môn Kiếm Tông, nơi này chuyện tiếp nhận nhiệm vụ. Ở Kiếm Tông, ngoài việc giảng dạy bình thường, những bài công pháp khác, huyền kỹ và pháp bảo đều cần mình đi đổi bằng học phần nhiệm vụ. Mục đích Kiếm Tông làm vậy dĩ nhiên là để rèn luyện. Ngoài các đệ tử ngoại môn và nội môn ra, thật ra các đệ tử tạp dịch cũng có thể đến nhận nhiệm vụ. Nói một cách đơn giản, chỉ cần ở Kiếm Tông, cho dù là đệ tử tạp dịch cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình, mấy năm nay cũng có không ít người được thăng cấp từ đệ tử tạp dịch lên thành đệ tử ngoại môn. Sở dĩ Kiếm Tông làm thế chủ yếu là vì trước kia kiếm chủ Thanh Sam cũng từng là một đệ tử tạp dịch. Tiềm năng của đệ tử tạp dịch cũng rất lớn. Ai dám đảm bảo thế gian này sẽ không có thêm một kiếm chủ Thanh Sam nữa. Sau khi Dương Dĩ An bước vào điện nhiệm vụ, cô bé tò mò nhìn xung quanh, lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh, người nhận nhiệm vụ à, Dương Dĩ An quay đầu lại nhìn, có một ông lão đang ngồi cách đó không xa, ông lão nhìn chằm chằm cô bé. Dương Dĩ An gật đầu, đúng thế. Ông lão cười nói, ngươi không phải là người tu luyện. Chỉ có thể nhận nhiệm vụ thấp nhất. Nói xong, ông ta chỉ vào bên trái của bức tường cách đó không xa, nơi đó là nhiệm vụ của tân binh, người đến nhận nhiệm vụ phía trên. Dương Dĩ An lập tức đi về phía bên trái, đi được 2 bước, cô bé như nghĩ đến điều gì bỗng dừng lại, xoay người nhìn ông lão, cúi người nói, cảm ơn. Nói rồi cô bé đi về phía bên trái, trước mặt cô bé một màn sáng, trên đó có rất nhiều nhiệm vụ. Đều là những nhiệm vụ một sao tương đối đơn giản, như dọn dẹp đỉnh núi gì đó, giúp ai đó làm gì, v.v. Cuối cùng Dương Dĩ An nhận nhiệm vụ đào thảo dược. Tên loại thảo mộc cô bé muốn đào lên, Hàn Yên Thảo, một loại cỏ trắng mịn, thân 5 lá, trắng tinh, là loại thảo dược cần thiết để luyện chế ra chân pháp đan.
Thù lao của nhiệm vụ không nhiều, 10 cây hàn yên thảo mới có thể đổi được một viên linh tinh. Dương Dĩ An cầm lấy quyển trục nhiệm vụ, sau đó cất bước đến sau núi nội môn kiếm tông. Dương Dĩ An cầm cuốc đi về phía một con đường nhỏ, sau khi đi được nửa tiếng, phía trước không có con đường nào nữa, chỉ có một con đường núi, cô bé đi dọc theo con đường núi, một lúc sau cô bé nhìn xung quanh là những hàng cây cao chót vót, những tảng đá lởm chởm, nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp nhưng lại hơi yên tĩnh. Dương Dĩ An cũng không sợ, cô bé rất can đảm, hơn nữa người kiếm tông đến đây trước đó đã nói với cô bé rằng phía sau núi của kiếm tông không có yêu thú. Đương nhiên tiền đề là cô bé đừng không đi vào trong quá sâu. Dương Dĩ An tiếp tục tiến về phía trước, con đường núi càng trở nên nguy hiểm, cuối cùng mắt của Dương Dĩ An sáng lên, vội vàng chạy đến một nơi cách đó không xa, nhưng cô bé lại không cẩn thận vấp phải một cành cây, ngã sóng xoài, cũng may không có chuyện gì, cô bé nhanh chóng đứng dậy bước nhanh, sau đó nhanh chân bước đến trước một cái cây, nơi đó có một cây linh thảo không lớn, chỉ lớn bằng ngón cái, chính là hàn yên thảo. Dương Dĩ An nở một nụ cười rạng rỡ, cô bé cẩn thận đào cây linh thảo đó lên, sau đó bọc lại rồi đặt vào túi vải đeo quanh thắt lưng. Cô bé tiếp tục đi về phía trước, cô bé cũng khá may mắn, đi một lúc lại gặp được hai cây hàn yên thảo. Hai tiếng sau, Dương Dĩ An đi đến trên một tảng đá lớn, cô bé đưa mắt nhìn sang, phía xa là rừng trúc, sương mây. Tận cuối đó, một đỉnh núi đơn độc đứng sừng sững như một thanh kiếm. Dương Dĩ An lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi ngoài hàn yên thảo, cô bé cũng đào được các linh thảo khác. Cứ thế đến lúc trời sắp tối, cuối cùng cô bé đã đào được 10 cây hàn yên thảo và một ít thảo dược linh tinh. Dương Dĩ An ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó vội vàng xoay người quay về. Mặc dù cô bé can đảm nhưng nếu trời tối, cô bé cũng sợ một mình ở trong rừng núi rộng mênh mông này. Khi cô bé vừa quay lại điện nhiệm vụ, trời cũng vừa tối, cô bé vội vàng đi đến điện nhiệm vụ, cẩn thận đặt 10 cây hàn yên thảo và thẻ bài nhiệm vụ xuống trước bệ cửa sổ, người phụ nữ xinh đẹp tiếp cô bé đếm xong rồi nói, không có vấn đề gì. Nói rồi người đó lấy một viên linh tinh đưa cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An run rẩy cầm lấy linh tinh, cô bé rất phấn khích, đây là lần đầu tiên cô bé kiếm tiền bằng chính khả năng của mình, nhưng nghĩ đến điều gì đó. Cô bé vội lấy số linh thảo còn lại ra, tỷ tỷ, những thứ này có đáng tiền không? Người phụ nữ đó nhìn số linh thảo đó, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào một loại thảo dược màu đỏ như máu. Loại thảo dược này không lớn, chỉ to bằng hai ngón tay nhưng toàn thân lại giống như máu, vô cùng yêu kiều. Mắt người phụ nữ xinh đẹp sáng rực, sau đó cười nói, những thảo dược này của ngươi gộp lại, ta đưa ngươi hai viên linh tinh, ngươi thấy thế nào? Dương Dĩ An mừng rỡ, gật đầu, được. Người phụ nữ vội lấy hai viên linh tinh ra đưa cho Dương Dĩ An, Dương Dĩ An nhận lấy rồi nói, cảm ơn, cảm ơn. Nói rồi cô bé xoay người chạy đi. Sau khi Dương Dĩ An đi, người phụ nữ đó cong môi, đúng là kẻ ngốc. Nói rồi cô ta xoay người đi đến trước thẻ bài nhiệm vụ, trên đó viết, huyết linh thảo, 20 viên linh tinh. Sau khi quay lại nhà, Dương Dĩ An thấy Diệp Quân vẫn chưa về mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội chạy về phòng mình, sắn ống quần lên, trên chân cô bé dày những vết xước, nhiều nơi trên người đã đẫm máu rồi. Cô bé lấy một chậu nước sạch, sau đó rửa sạch vết thương rồi lấy vải quấn lại vài vòng. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Dương Dĩ An vội kéo ống quần xuống, lúc này Diệp Quân bước vào, Dương Dĩ An mỉm cười, huynh về rồi à? Diệp Quân mỉm cười, sau đó đến trước mặt Dương Dĩ An, đọc sách. Dương Dĩ An gật đầu, được. Ngày nào họ cũng đọc sách vào giờ này, không gì ngăn cản được. Diệp Quân lấy một quyển sách cổ ra, sau đó bắt đầu dạy cho Dương Dĩ An, một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc nghe. Cứ thế, 2 giờ sau khi Dương Dĩ An ngủ say, lúc này Diệp Quân mới rời khỏi phòng cô bé, về lại phòng mình. Diệp Quân ngồi khoanh chân trên giường, hôm nay hắn tu luyện suốt một ngày, thu hoạch được rất nhiều, nhất là ở tháp trọng lực tầng thứ 9, trọng lực bên trong tháp tầng thứ 9 gấp 9 lần thế giới bên ngoài. Lúc đầu hắn cảm thấy hơi khó chịu, dù sao bây giờ hắn cũng không còn như trước, hắn phải mất cả một ngày mới có thể thích nghi hoàn toàn với trọng lực bên trong, nhưng như vậy vẫn chưa đủ với hắn.
hắn muốn làm đến mức cực hạn. Hắn cũng muốn tham gia cuộc thi Vạn Châu lần này, hắn không dám xem thường những người trẻ tuổi này, ngộ nhỡ đánh thua thì sẽ mất mặt ở cả vũ trụ. Hắn có thể chấp nhận mình không thể đánh bại những người thế hệ trước ở bên ngoài, nhưng nếu còn không thể đánh bại thế hệ trẻ, nhất là hắn còn mang theo ký ức quay về, vậy thì hắn thực sự phải đâm đầu vào đậu phụ mà chết mất. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Diệp Quân đi đến Ngộ Đạo Phong. Hôm nay có giờ học. Còn Dương Dĩ An cõng Giỏ Trúc đi vào trong núi. Lúc Diệp Quân đến Ngộ Đạo Phong, nơi đây đã tụ tập rất đông người, trong đó, hắn gặp lại Thác Bạt Cổ. Thác Bạt Cổ nhìn thấy hắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng trốn sang một bên. Diệp huynh. Đúng lúc này, có giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu nhìn, một thiếu niên kiếm tu đang đi đến, chính là Lục Huyền Phong. Diệp Quân cười nói, Lục huynh. Lục Huyền Phong cười nói, Diệp huynh, huynh có hứng thú với cuộc thi Vạn Châu không? Diệp Quân nói, tất nhiên là có hứng thú. Lục Huyền Phong cười nói, Diệp huynh, một tháng sau huynh sẽ phải tham gia tranh tài nội môn. Diệp Quân hơi nghi ngờ, tranh tài nội môn. Lục Huyền Phong kinh ngạc, Diệp huynh huynh không biết à? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết, mong Lục huynh nói rõ. Lục Huyền Phong gật đầu, sau đó nói, mỗi một châu chỉ có thể cử ra 5 người tham gia cuộc thi Vạn Châu, kiếm tông bọn ta có 2 suất, thư viện có 2 suất, người còn lại là Diệp Trúc Tân. Diệp Trúc Tân nhà họ Diệp đã được quyết định rồi, vì cô ấy phải chuẩn bị cho cuộc thi Vạn Châu, nên vẫn chưa gia nhập tổng viện của thư viện, cho nên, cô ấy không tham gia tranh tài nội môn, dĩ nhiên, cô ấy cũng không cần tham gia tranh tài nội môn, dù sao cô ấy cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ Thanh Châu chúng ta. Diệp Quân nói, cho nên, muốn tham gia cuộc thi Vạn Châu thì chúng ta phải vượt qua cuộc tranh tài nội môn. Lục Huyền Phong gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nói, hơn 70 người tranh giành 2 suất. Bây giờ đệ tử nội môn có hơn 70 người. Lục Huyền Phong lắc đầu, tranh giành 1 suất. Diệp Quân sững sờ. Lục Huyền Phong cười nói, trong đó có 1 suất đã định trước. Diệp Quân khẽ nhíu mày, người nhà họ An à? Lục Huyền Phong gật đầu, đúng vậy, mặc dù An huynh cũng tham gia tranh tài, nhưng với thực lực của huynh ấy, toàn bộ nội môn. Nói đến đây, gã liếc nhìn Diệp Quân, cười nói, sợ là chỉ có Diệp huynh mới có thể đối kháng với huynh ấy. Diệp Quân nói cách khác, chỉ còn 1 suất. Lục Huyền Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, kỳ thật mục tiêu của mọi người không phải 1 trong 5 suất, mà là suất dự bị. Diệp Quân hơi tò mò, suất dự bị. Lục Huyền Phong cười nói, đúng vậy, có 5 suất, có thể nói vừa bắt đầu đã được xác định, thật ra mọi người cũng không có ý kiến gì, bởi vì nếu muốn đại diện Thanh Châu tham gia cuộc thi Vạn Châu, tất nhiên sẽ chọn 5 người mạnh nhất, dù Diệp Trúc Tân hay An huynh cũng đều người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Thanh Châu. Bọn họ đi là điều tốt nhất cho Thanh Châu, đây không phải vinh dự cá nhân, mà cũng là vinh dự của Thanh Châu, tất nhiên chúng ta hy vọng người mạnh nhất sẽ được đi. Nói đến đây, gã dừng một chút. Rồi nói tiếp, chúng ta đều tự nhận thức được, căn bản chúng ta không có năng lực đại diện Thanh Châu tham gia cuộc thi Vạn Châu, mục tiêu thật sự của bọn ta trong cuộc tranh tài nội môn lần này không phải 2 suất thi đấu kia. 2 suất dự bị chính là nhân tài dự bị, cũng có thể đi theo 5 người tham gia thi đấu tại cuộc thi Vạn Châu, nhưng không phải chủ yếu là chiến đấu, mà đi thí luyện, chỉ cần sống sót quay về, 2 người đó sẽ trở thành người tham gia cuộc thi của Thanh Châu tiếp theo, sẽ được tập trung bồi dưỡng huấn luyện. Diệp Quân khẽ gật đầu, thì ra là vậy. Lục Huyền Phong cười nói, mục tiêu lần này của Diệp huynh là 1 trong 5 suất thi đó sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Lục Huyền Phong nhìn hắn thật sâu, sau đó mỉm cười nói, vậy chúc Diệp huynh may mắn. Diệp Quân đang định mở lời thì lúc này, một ông lão từ xa đi đến, ông lão này chính là đại trưởng lão đương nhiệm của Kiếm Tông. Tên là Khưu Tiếu, thực lực chỉ đứng sau Việt Kỳ tông chủ của Kiếm Tông. Khưu Tiếu nhìn mọi người, ngồi đi. Các kiếm tu vội vàng ngồi xuống. Diệp Quân ngồi xuống nhìn xung quanh, hơi khó hiểu, hình như An huynh không đến. Khưu Tiếu cười nói, tất nhiên cậu ta không cần đến nghe giảng, nhà họ An đã mời danh sư dạy dỗ, không chỉ vậy, cậu ta còn có nơi tu luyện chuyên biệt đặc biệt do Tiên Bảo Các cung cấp. Diệp Quân gật đầu, hóa ra là vậy.
Vừa nói hắn vừa nhìn xung quanh, không thấy Phó Cát, hắn cau mày, tiểu huynh đệ này đi đâu rồi nhỉ? Không suy nghĩ nhiều, Diệp Quân im lặng nghe giảng. Hắn không phải giả vờ, mà là cẩn thận lắng nghe, trước đây cảnh giới của hắn thăng cấp quá nhanh, không hiểu tường tận từng cảnh giới, bây giờ hắn có cơ hội để tu luyện một lần nữa, lần này, hắn nỗ lực trở nên hoàn mỹ ở mọi cảnh giới, bao gồm cả kiếm đạo. Chấm chấm chấm. Sau khi tiến vào trong núi sâu, chẳng bao lâu, Dương Dĩ An đã đào thêm được vài cây nữa, thu hoạch không tệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, khi đến lưng chừng của một ngọn núi, cô ấy quay đầu nhìn, xuyên qua mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số điện của kiến tông, thỉnh thoảng còn thấy một đạo kiếm quang bắn thẳng lên trời, vô cùng nguy nga. Cô ấy thu hồi ánh mắt ngưỡng mộ, tiếp tục đi tới trước, lúc này, cô ấy cảm thấy hơi nóng, ngẩng đầu lên nhìn, chẳng biết từ lúc nào, trên đầu xuất hiện một vòng mặt trời đỏ rực, ánh nắng chiếu vào mây mù, phản chiếu những tia sáng rực rỡ của mặt trời, thực sự rất đẹp. Dương Dĩ An lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục đi, dọc đường cô ấy thấy bất kỳ loại linh thảo linh quả nào cũng sẽ đào lên. Đến buổi trưa, trong giỏ trúc đã có không ít linh hoa linh thảo. Một lúc lâu sau, Dương Dĩ An ngồi trên tảng đá, cô ấy lấy một miếng bánh ra ăn, lúc này trời đã vào giữa trưa, mặt trời thiêu đốt, mồ hôi chảy dài trên mặt, nhưng trên mặt cô ấy vẫn là nụ cười rạng rỡ. Hôm nay thu hoạch không tệ. Đúng lúc này, Dương Dĩ An đột nhiên quay đầu, thấy trên sườn núi bên phải có một thiếu niên đang cõng tảng đá lớn chạy lên đỉnh núi. Cô ấy nhìn kỹ, khi thấy rõ thiếu niên kia, cô ấy nhất thời sửng sốt, bởi thiếu niên kia là Phó Cát. Tu luyện. Dương Dĩ An thu hồi ánh mắt, sau đó liếc nhìn giỏ trúc, nghiêm túc nói, ta cũng phải cố gắng. Nói xong, cô ấy cõng giỏ trúc tiếp tục đi lên núi. Chấm chấm chấm. Sau khi học xong, Diệp Quân đi thẳng đến đỉnh tu luyện, hắn nộp linh tinh rồi đi thẳng đến tầng thứ 9 của tháp trọng lực. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian, lắc đầu cười. Tu luyện thật sự rất tốn tiền. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ hết sạch tiền. Vẫn phải tìm cách kiếm tiền thôi. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn về phía trước cách đó không xa có một hình nộm màu vàng, đột nhiên hình nộm vàng biến mất tại chỗ. Một giây sau, một đạo kiếm quang đánh đến trước mặt hắn. Hắn chậm rãi tránh né, tốc độ không nhanh lắm, bởi nơi này có trọng lực gấp 9 lần bên ngoài. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng hắn vừa vặn tránh được nhát kiếm này của hình nộm vàng, chẳng qua, khi hắn dùng ngón tay làm kiếm chỉ vào hình nộm vàng, hắn cũng bị hình nộm vàng né tránh. Không thể một đòn giết chết địch. Lúc này, hình nộm vàng đột nhiên xoay người, dùng thanh kiếm khác hung hăng đâm đến. Diệp Quân duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt, không nghiêng lệch, vừa vặn đỡ được kiếm, nhưng lúc này, một tia kiếm quang từ trong kiếm văng ra. Diệp Quân vội vàng buông tay, mũi chân điểm nhẹ, lui về sau mấy bước, né tránh tia kiếm quang, ngay sau đó, một thanh kiếm khác đâm đến. Sắc mặt Diệp Quân bình tĩnh, chỉ tay ra. Ầm. Kiếm giáng xuống rung chuyển dữ dội, sau đó hình nộm vàng lùi lại liên tục. Diệp Quân tiến lên chỉ tay một lần nữa, nhưng hình nộm vàng phản ứng rất nhanh, lại chém mạnh xuống một nhát kiếm. Bằng cách này, Diệp Quân điên cuồng đối chiến với hình nộm vàng ở tầng thứ 9 của trọng lực thời không. Trong một tháng đó, mỗi ngày Diệp Quân tu luyện trong đỉnh tháp, hắn muốn tăng các phương diện đến cực hạn. Lần này, hắn muốn cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới tự thân phải thật hoàn mỹ. Trong lúc Diệp Quân tu luyện, Dương Dĩ An mỗi ngày đều vác giỏ trúc lên núi. Hôm nay, Dương Dĩ An đã đi sâu vào trong núi, vận may không tốt lắm, mãi đến tận trưa, cô ấy mới đào được vài loại thảo dược. Ngày mai sẽ diễn ra cuộc tranh tài nội môn. Nghĩ đến đây, Dương Dĩ An nghiến răng rồi tiếp tục đi vào sâu hơn, đi được một lúc, cô bé đã đến một khu rừng rậm, cây cối vô cùng rậm rạp, ánh sáng mặt trời khó có thể lọt vào, ánh sáng ảm đạm, một ngạt vô cùng. Dương Dĩ An hơi căng thẳng, nhưng cô bé không lùi lại mà tiếp tục đi từ từ về phía trước, một lúc sau, đột nhiên cô bé nhìn thấy một bụi nấm linh chi. Tai nấm linh chi to như cái nắp nồi, toàn thân màu vàng kim, đứng xa cũng có thể ngửi được mùi thơm nấm linh chi. Khi nhìn thấy bụi nấm linh chi này, đôi mắt của Dương Dĩ An đột nhiên sáng rực,
cô bé biết rằng đây chắc chắn không phải là thứ đồ tầm thường. Dương Dĩ An vội vàng chạy tới, nhưng ngay lúc cô bé đến gần bụi nấm linh chi, mặt đất ở trước bụi nấm linh chi đột nhiên rung chuyển, một giây sau, một con mãng xà đen từ dưới đất lao ra, sau đó đập mạnh vào người cô bé. Bốp! Dương Dĩ An không kịp đề phòng lập tức bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh vào thân cây lập tức nứt toác. Dương Dĩ An rên rỉ, đau đớn không thôi. May mà khoảng thời gian này, ngày nào Diệp Quân cũng lén dạy cô bé tu luyện, đồng thời cũng lén cho cô bé hấp thụ tinh linh để cho cô bé có chút tu vi, nếu không lần này cô bé chết chắc rồi. Dương Dĩ An vừa mới đáp xuống đất, con mãng xà đen đã lao nhanh về phía cô bé, gương mặt Dương Dĩ An lập tức tái nhợt, vào thời khắc quan trọng đó, cô bé dùng hai tay giơ cái cuốc lên, đập thẳng về phía trước theo bản năng, nhưng cô bé lại không phát hiện chiếc cuốc mình đang cầm bỗng lóe lên một quầng sáng yếu ớt. Những bài công pháp mà Diệp Quân cho cô bé tu luyện đương nhiên không phải là những công pháp thông thường. Bốp! Khi chiếc cuốc ấy giáng xuống, con mãng xà màu đen lập tức bị đánh văng ra mấy chục trượng. Sau khi con mãng xà đen dừng lại, trán nó nứt toác, máu chảy ròng ròng, nó nhìn chằm chằm vào Dương Dĩ An, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhưng nó vẫn không rời đi. Sau khi dùng cuốc đánh bay con mãng xà đen, Dương Dĩ An cũng ngẩn người, cô bé lợi hại như vậy sao? Không suy nghĩ gì nữa, cô bé nhanh chóng đứng dậy giơ cuốc lên rồi nhìn chằm chằm vào con mãng xà đen, căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp, ngươi. Ngươi, ta là người nhà họ Dương. Nếu ngươi ức hiếp ta sẽ gọi tất cả người nhà họ Dương tới đây để đánh ngươi đấy. Con mãng xà đen. Nhìn thấy con mãng xà đen chưa có ý định rút lui, Dương Dĩ An nuốt nước bọt, quyết định nhỏ nhẹ lại, ngươi. Ngươi nể mặt nhà họ Dương chút đi. Sau này nhà họ Dương sẽ báo đáp ngươi, được không? Con mãng xà đen. Rằng có một lúc lâu, đột nhiên con mãng xà đen đó lại nói tiếng người, ta nể mặt nhà họ Dương các người. Như đã hứa, nhà họ Dương mấy người nợ ta một ân tình. Nói xong nó quay người bỏ đi, thật ra nó cũng sợ cô gái này, dù sao đây cũng là địa bàn của kiếm tông, ai mà biết được sau lưng cô gái trẻ này có cường giả tuyệt thế nào hay không chứ? Khó lắm nó mới có thể tu luyện và có được linh trí được như bây giờ, nó không muốn gây ra rắc rối lớn. Còn câu nói lúc nãy thực chất chỉ là nó đang muốn tìm cho mình một đường lui mà thôi. Dù cho bên này vô ý, bên kia thì vô tình, nhưng dù sao đi nữa cũng đã trở thành nhân quả. Dương Dĩ An chết lặng, con mãng xà này biết nói chuyện hả? Cô bé sợ con mãng xà quay trở lại nên không suy nghĩ nhiều nữa. Vội vàng chạy đến trước bụi nấm linh chi, cẩn thận đào nó lên. Cô bé bỏ nó vào trong giỏ trúc, vừa tính cõng lên thì đột nhiên cô bé rít mạnh một hơi, hóa ra là lúc nãy khi cô bé đập vào gốc cây, lưng cô bé đã bị chảy và đang chảy máu. Dương Dĩ An không quan tâm lắm, cô bé cõng theo giỏ trúc trên lưng, xoay người bỏ chạy. Cuối cùng, lúc trời sắp tối cô bé mới chạy ra khỏi núi, đi đến điện nhiệm vụ. Cô bé lấy một vài loại thảo dược lẻ tẻ và bụi nấm linh chi màu vàng kim trong giỏ trúc để lên trên quầy, cười tâu toét nói tỉ tỉ, mấy thứ này đáng giá bao nhiêu vậy? Ở phía sau quầy, lúc cô gái xinh đẹp nhìn thấy bụi nấm linh chi màu vàng kim, trái tim như lỡ nhịp, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn không thay đổi, lông mày nhíu lại. Dương Dĩ An thấy thế thì căng thẳng hơn, tỉ tỉ. Cái này, cô gái xinh đẹp nhìn Dương Dĩ An rồi nói, không đáng bao nhiêu. Nhưng ta thấy ngươi thường xuyên tới đây nên thế này nhé, ta sẽ đưa cho ngươi 3 viên linh tinh. 3 viên linh tinh. Dương Dĩ An do dự một lúc, sau đó hỏi, tỷ tỷ, đưa ta thêm 1 viên nữa được không? Cô gái xinh đẹp lắc đầu, không được, những thứ này chỉ đáng giá 3 viên linh tinh thôi. Dương Dĩ An cắn môi nói, được. Cô gái xinh đẹp vội vàng lấy 3 viên linh tinh đưa cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An cất linh tinh, nói cảm ơn tỷ tỷ. Dứt lời, cô bé xoay người rời đi. Sau khi Dương Dĩ An rời đi, đôi mắt của cô gái xinh đẹp như bắn ra lửa, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve bụi nấm linh chi màu vàng, kích động nói, vậy mà lại là nấm linh chi vàng trong truyền thuyết. Nó ít nhất cũng phải được 300 viên linh tinh, đúng là đồ ngu. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái xinh đẹp, cô ta giật nảy mình, Ngô quản sự. Ngô quản sự lắc đầu, lòng tham không đáy, nếu ngươi cho cô bé thêm 1 viên linh tinh,
ta có thể giảm nhẹ hình phạt với ngươi, nhưng ngươi thực sự quá ác độc. Vẻ mặt cô gái xinh đẹp chợt thay đổi, cô ta vội vàng nói, Ngô quản sự, ta là người nhà họ Tần, ta. Ngô quản sự đánh ra một trường, cô gái xinh đẹp lập tức ngã xuống đất, dù không chết nhưng đan điền đã bị phá hủy, từ nay về sau sẽ trở thành phế nhân. Ngô quản sự nói, bảo người nhà họ Tần đến đón ngươi về đi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi điện nhiệm vụ, Dương Dĩ An chạy thật nhanh về phòng của mình, chui xuống gầm giường mò một lúc, chẳng mấy chốc cô bé đã lôi ra được một cái túi, trong túi đó đựng đầy linh tinh. Cô bé lấy ra đếm từng viên một, cuối cùng cũng chỉ có 129 viên. Cô bé đếm lại một lần nữa. Vẫn là 129 viên. Dương Dĩ An nghiến răng thật chặt, cô bé cầm lấy túi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy trời đã sắp tối, cô bé đeo túi lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Một lúc sau, cô bé đã đến Linh Bảo Các. Sau khi xách túi chạy vào Linh Bảo Các, cô bé chỉ vào một thanh kiếm đang trên tường, ta muốn thanh kiếm này. Thanh kiếm mà Dương Dĩ An đang chỉ dài 3 thước 7, rộng bằng 2 ngón tay, lưỡi kiếm đúc bằng thép đen, không có hoa văn, rất sạch sẽ. Ở trong Linh Bảo Các, ông lão ở sau quầy nhìn vào thanh kiếm đó rồi nói, thanh kiếm vô danh này cấp linh, 130 viên linh tinh. Dương Dĩ An đặt túi lên bàn, nghiến răng nói, ta chỉ có 129 viên linh tinh, bán không? Ông lão lắc đầu, giá cả cố định rồi. Dương Dĩ An cầu xin, ít hơn một viên cũng không được sao? Ông lão vẫn lắc đầu. Dương Dĩ An siết chặt hai tay như thể đang do dự gì đó, một lúc sau cô bé hít một hơi thật sâu, sau đó lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra. Cô bé nhìn sợi dây chuyền đó một lúc rồi run rẩy đặt nó lên quầy, đổi cái này thành một viên linh tinh được không? Trước kia, dù cho suýt chết đói cô bé cũng không lấy sợi dây chuyền này ra. Bởi vì đây là món đồ duy nhất mà cha mẹ cô bé để lại cho cô bé. Ông lão nhìn sợi dây chuyền, gật đầu, được. Nói rồi, ông ta nhận lấy sợi dây chuyền đó, sau đó tháo cả bao kiếm vô danh đưa cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An cảm giác như mình vừa nhặt được kho báu, cô bé nhìn sợi dây chuyền trong tay ông lão rồi cầm thanh kiếm chạy ra ngoài. Khi trời tối, Diệp Quân bước ra từ trong tháp trọng lực, giờ đây hắn đã ở cảnh giới chân pháp. Diệp Quân mỉm cười, có thể dẫn theo cô nhóc đó ngự kiếm phi hành rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng biến mất ở cách đó không xa. Khi hắn quay lại, Dương Dĩ An đang đợi hắn. Cô bé chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười. Diệp Quân hơi tò mò, Dĩ An. Dương Dĩ An nói, nhắm mắt lại trước đi. Diệp Quân hơi nghi ngờ hỏi, tại sao? Dương Dĩ An dậm nhẹ chân phải, đừng hỏi nữa, mau lên. Úp úp mở mở. Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Lúc này, giọng nói của Dương Dĩ An đột nhiên vang lên ở rất gần mặt hắn, mở mắt đi. Diệp Quân mở mắt ra, Dương Dĩ An đang dè dặt cầm một thanh kiếm đưa đến trước mặt hắn, cô bé cười lớn tặng huynh này. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, một lúc sau, sắc mặt của hắn tối sầm lại, muội lấy thanh kiếm này ở đâu ra? Nhìn thấy vẻ nghiêm khắc và đôi mắt hoài nghi của Diệp Quân, nụ cười trên gương mặt Dương Dĩ An chợt cứng đờ, lúc này, trái tim cô bé như bị ai đó dùng mũi kim đâm mạnh, nước mắt trực tuôn rơi, đột nhiên cô bé ném thẳng thanh kiếm xuống đất. Gào lên, đúng, là ta trộm, là ta đi ăn trộm đó, ta chính là một kẻ trộm. Nói xong, cô bé xoay người chạy đi. Diệp Quân sững sờ. Lúc này, Ngô quản sự bước đến, nhìn Diệp Quân nói, Diệp công tử, ta tưởng ngươi đã biết. Diệp Quân hơi nghi ngờ, ta biết chuyện gì. Ngô quản sự kể lại chuyện cả tháng này Dương Dĩ An đã vào núi đào thảo dược, khi nghe được một nửa, Diệp Quân đột nhiên nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên. Sau đó quay người đuổi theo. Chẳng bao lâu Diệp Quân đã tìm thấy Dương Dĩ An trên con đường dẫn xuống núi, lúc này cô bé vừa chạy vừa lau nước mắt, không ngừng nức nở, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Lúc này Diệp Quân chặn trước mặt cô bé. Dương Dĩ An tức giận nhìn hắn, làm gì đó? Diệp Quân khẽ nói, ta xin lỗi. Dương Dĩ An quay đầu đi, huynh không cần xin lỗi, kiếm đó vốn dĩ là ta trộm đấy. Nói xong, cô bé cảm thấy uất ức, nước mắt lại trào ra như vỡ đê.
Thấy thế Diệp Quân vội nói, ta xin lỗi, là lỗi của ta, muội đánh ta là được. Dương Dĩ An lẳng lặng rơi nước mắt, cũng không nói gì. Diệp Quân biết lần này cô bé thực sự rất đau lòng, hắn cũng vô cùng hối hận, tại sao lúc đó mình lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Thấy Dương Dĩ An khóc không ngừng, Diệp Quân thấp giọng thở dài, sao lần này mình lại ngu ngốc như thế. Diệp Quân rút thanh kiếm Dương Dĩ An tặng hắn ra, hắn nhìn một lúc rồi mỉm cười nói, ta rất thích thanh kiếm này. Dương Dĩ An cúi đầu xuống không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, lần này là lỗi của ta. Ta không nên nghi ngờ muội, ta hứa với muội sau này sẽ không có tình trạng này nữa. Dương Dĩ An ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đầy nước mắt. Diệp Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé, sau đó nói, ta hứa. Dương Dĩ An nhìn hắn chằm chằm, sau này cho dù ta muốn giết huynh, huynh cũng sẽ tin ta sao? Diệp Quân cười nói, tin chứ. Dương Dĩ An nói, thật à? Diệp Quân gật đầu, thật. Dương Dĩ An nhìn hắn một hồi nói, ta tha cho huynh đấy. Diệp Quân bật cười, hắn nhìn thanh kiếm trong tay, sau đó nói, thanh kiếm này có tên không? Dương Dĩ An lắc đầu, không có. Diệp Quân cười nói, vậy muội đặt tên cho nó đi. Dương Dĩ An lắc đầu, ta không được đi học nhiều, huynh đặt đi. Diệp Quân nhìn thanh kiếm, im lặng không nói. Dương Dĩ An bỗng hơi căng thẳng hỏi, huynh sẽ luôn dùng nó chứ? Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Dương Dĩ An, Diệp Quân mỉm cười, dùng chứ? Dương Dĩ An cười tâu toét, vậy huynh phải đặt cho nó một cái tên rất rất lợi hại, dù sao sau này huynh cũng sẽ trở thành kiếm tu mạnh nhất thế giới, tên của thanh kiếm nhất định phải rất lợi hại mới được. Diệp Quân bật cười, được. Nói rồi hắn nhìn thanh kiếm trong tay, im lặng một lúc, hắn khẽ nói, vậy gọi là trật tự đi. Dương Dĩ An chớp mắt, trật tự. Diệp Quân gật đầu, tay cầm trật tự, những nơi ta nhìn thấy đều trật tự. Vèo. Thanh kiếm trong tay Diệp Quân bỗng rung lên, sau đó một tiếng kiếm vang vọng khắp trời. Kiếm vốn dĩ bình thường nhưng trở nên có linh tính vì người. Thấy kiếm trong tay có phản ứng, Diệp Quân bật cười, từ nay trở đi, người đi theo ta cùng nhau tạo ra trật tự. Kiếm trong tay hắn rung chuyển. Thấy thanh kiếm có phản ứng như thế, Dương Dĩ An còn vui hơn cả Diệp Quân, vì cô bé có thể nhìn ra được Diệp Quân rất thích thanh kiếm này. Diệp Quân bỗng nói, chẳng phải muội muốn ngự kiếm bay lên sao? Dương Dĩ An chớp mắt, bây giờ có thể chứ? Diệp Quân gật đầu, có sợ không? Dương Dĩ An lắc đầu, nhưng nhanh chóng gật đầu. Diệp Quân cười ha ha, đừng sợ, ta dẫn muội ngự kiếm. Dương Dĩ An gật đầu, được. Trong đầu Diệp Quân thoáng nghĩ, kiếm trật tự trong tay bỗng biến thành một thanh kiếm lớn rơi xuống đất, hắn nhảy lên, sau đó đưa tay về phía Dương Dĩ An. Dương Dĩ An nắm lấy tay hắn, sau đó nhảy ra sau hắn. Diệp Quân mỉm cười nói, ôm chặt lấy ta. Dương Dĩ An do dự, sau đó hai tay ôm chặt eo Diệp Quân, cô bé hơi sợ. Diệp Quân mỉm cười, lên. Vừa dứt lời. Thanh kiếm biến thành một tia kiếm quang lao thẳng lên trời. Dương Dĩ An khiếp sợ mặt mày trắng bệch, hai tay cô bé ôm chặt lấy Diệp Quân, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra. Hai người ngự kiếm bay lên, kiếm tông và dãy núi phía sau bỗng nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cô bé ở phía sau Diệp Quân nhắm chặt mắt lại, nhịp tim đập nhanh hơn như sắp nghẹt thở. Sau khi lên đến tầng mây, Diệp Quân cười nói, có thể mở mắt ra rồi. Lúc này hắn đã để kiếm dừng lại. Nghe Diệp Quân nói thế, Dương Dĩ An mở một mắt ra, lúc nhìn thấy bên dưới, cô bé hoảng sợ, vội nhắm mắt lại. Diệp Quân mỉm cười, đừng sợ. Dương Dĩ An lắc đầu, ta không, nói rồi cô bé ôm chặt hơn. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, dịu giọng nói, có ta ở đây, đừng sợ. Dương Dĩ An vẫn lắc đầu liên tục, cô bé rất sợ. Diệp Quân cười nói, muội không thể cứ nhắm mắt thế chứ. Nói rồi hai tay hắn nắm chặt lấy tay Dương Dĩ An, cười nói, không sao, nào, có ta ở đây. Dương Dĩ An do dự một lát, sau đó chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy dãy núi phía dưới, cô bé chỉ cảm thấy hơi choáng váng, lại nhắm mắt lại theo bản năng. Chứng sợ độ cao.
Diệp Quân khẽ cười, nào, từ từ thôi, không sao. Được Diệp Quân khích lệ, Dương Dĩ An lại mở mắt ra, lần này mặc dù vẫn hơi sợ hãi nhưng cô bé không nhắm mắt lại nữa. Diệp Quân mỉm cười, đi thôi. Vừa dứt lời, thanh kiếm dưới chân hắn lập tức bay ra, nhưng hắn khống chế được tốc độ, vì nếu nhanh quá, cô bé này sẽ không chịu nổi. Phi kiếm đi chậm rãi dưới tầng mây, lúc này Dương Dĩ An cũng không còn sợ nữa, cô bé nhìn xuống dãy núi rộng lớn, lúc này kiếm tông dường như thật nhỏ bé. Cô bé bắt đầu thấy phấn khích. Diệp Quân cười nói, chúng ta lên trên. Nói rồi hắn ngự kiếm bay lên, thanh kiếm xuyên qua tầng mây dày đặc, đến trên tầng mây, đỉnh đầu là vầng trăng sáng cao chót vót. Dương Dĩ An nhìn vầng trăng, cảm thán, ôi, mặt trăng lớn quá. Diệp Quân bật cười. Dương Dĩ An ôm chặt lấy hắn, cô bé tò mò nhìn xung quanh, vô cùng phấn khích. Một lúc sau, Diệp Quân và Dương Dĩ An ngồi lên thanh kiếm, hai chân Dương Dĩ An bồng bềnh, rất hài lòng. Diệp Quân lấy một cuốn sách cổ ra, cười nói, đọc sách ở đây, thế nào? Dương Dĩ An gật đầu, được. Diệp Quân lấy cuốn sách cổ ra, mở một trang rồi đọc, muốn làm điều tốt phải nâng cao bản thân, danh tiếng hơn người, ban ơn thì phải có danh tiếng và kết giao, tu nghiệp thì phải làm thế tục chấn động, đức tính của mình phải khác với mọi người. Đây đều giáo, mâu trong thiện niệm, là thứ dễ mắc bẫy nhất và khó nhổ nhất trên con đường lý. Chỉ có dọn sạch cặn bã, cắt bỏ tận gốc mới có thể nhìn thấy hình dạng thật sự của mình. Dương Dĩ An chớp mắt, có ý gì? Diệp Quân mỉm cười, sau đó giải thích, khi làm việc tốt thì luôn muốn nhân cơ hội nâng cao bản thân để vượt qua người khác, khi giúp đỡ người khác thì luôn muốn kết bạn với người đó, làm chút chuyện có công đức luôn muốn khiến mọi người sửng sốt. Cái cây có đức tính luôn muốn tạo ra sự khác biệt, những điều này đều là những xu hướng xấu trong những tư tưởng tốt, cũng là những trở ngại trên con đường theo đuổi đạo lý, dễ lẫn lộn nhất, khó thoát khỏi nhất. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Dương Dĩ An, mỉm cười, cũng giống như tu luyện, tâm phải trong sạch, tư tưởng phải thông suốt, như thế mới có thể nhìn thấy lòng mình, con người thật của mình, hiểu không? Dương Dĩ An cái hiểu cái không, gật đầu. Diệp Quân mỉm cười. Hắn tiếp tục dạy Dương Dĩ An đọc sách, Dương Dĩ An chăm chú lắng nghe, thi thoảng hỏi vài câu. Trên tầng mây, dưới ánh trăng, hai người ngồi trên kiếm, vô cùng ấm áp. Cứ thế, mãi đến nửa đêm hai người mới ngự kiếm về nội môn kiếm tông, vừa quay về nội môn, Ngô Quản sự đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Quân nhìn Ngô Quản sự, các hạ là. Ngô Quản sự mỉm cười, chào Diệp công tử, ta là Ngô Huy, quản sự ở điện nhiệm vụ. Nói rồi ông ta lấy một cái hộp ra, sau đó đi đến trước mặt Dương Dĩ An, ông ta mở hộp ra, trong hộp là một sợi dây chuyền bảo thạch. Dương Dĩ An hơi ngờ vực, Ngô Quản sự. Ngô Quản sự mỉm cười, sau đó lại lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Dương Dĩ An, cô nương, chuyện là thế này. Nói rồi ông ta nói lại chuyện cô bé bị gạt. Khi Diệp Quân nghe tin Dương Dĩ An đã bán sợi dây chuyền duy nhất mà mẹ cô bé để lại để mua kiếm cho mình. Tim hắn như có ai đâm vào, cảm giác hối hận dâng lên từ đáy lòng như thủy triều. Lúc này, Ngô Quản sự lấy một lọ đan dược ra đưa cho Dương Dĩ An, cô nương, đây là thuốc chuyên dùng để chữa trị vết thương, chắc sẽ có ích cho cô. Bị thương. Diệp Quân bỗng nhìn Dương Dĩ An, nói, muội bị thương hả? Dương Dĩ An vội lắc đầu, không, không có. Nói rồi cô bé vội che sau lưng mình. Diệp Quân đi ra đằng sau cô bé, khi nhìn thấy vết máu khá sâu trên lưng cô bé, sắc mặt hắn sầm lại, vội nhận lấy thuốc từ Ngô Quản sự, cảm ơn Ngô Quản sự. Ngô Quản sự cười nói, việc nhỏ thôi, Diệp công tử, người phải trị thương cho cô nương này trước đi. Ngoài ra, ngày mai là cuộc thi nội môn, chúc Diệp công tử có kết quả tốt. Diệp Quân chắp tay lại, cảm ơn. Ngô Quản sự không nói gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Quân nhanh chóng kéo Dương Dĩ An vào phòng, hắn bảo Dương Dĩ An nằm xuống, sau đó định xé quần áo của cô bé, nhưng Dương Dĩ An nhanh chóng ngồi dậy, căng thẳng nói, không, đừng. Diệp Quân sửng sốt, lập tức hiểu ra vấn đề, hắn trợn mắt nhìn cô bé, muội nghĩ bậy gì đó. Nào, mau nằm xuống. Dương Dĩ An do dự, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường, Diệp Quân nhẹ nhàng xé quần áo cô bé ra, nhìn vết máu đó, tim hắn bỗng đau nhói. Hắn hít một hơi thật sâu,
đè nén cảm xúc trong lòng, sau đó xoay người đi lấy một chậu nước sạch. Một lúc sau, Diệp Quân lấy khăn sạch nhẹ nhàng lau vết thương cho cô bé, nhìn vết thương khá sâu đó, tay hắn dần run lên. Ôi! Dương Dĩ An ớn lạnh. Diệp Quân nói, đau à? Dương Dĩ An lắc đầu, cong môi, vẫn ổn. Diệp Quân nói, đừng miễn cưỡng. Dương Dĩ An quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nói, trước đây lúc còn làm ăn mày, ta từng đánh nhau với người khác, tay từng bị đánh gãy, chỉ thế này thì có là gì? Diệp Quân im lặng không nói. Dương Dĩ An khẽ nói, ta không sợ đau, ta chỉ sợ đói, thật ra ta cũng không muốn trộm đồ đâu, nhưng không trộm đồ, ta sẽ bị đói, ta cảm thấy rất khó chịu khi đói. Diệp Quân đang bôi thuốc cho Dương Dĩ An thì đột nhiên hơi run lên và dừng lại. Hắn im lặng. Hắn không ngờ, bây giờ trong vũ trụ Quan Huyên vẫn có người ăn không đủ no, nếu không gặp Dương Dĩ An, hắn sẽ không bao giờ biết được những phúc lợi mà Thư viện Quan Huyên đã đặt ra đều bị các gia tộc và tông môn độc chiếm. Ngay cả những nơi như Thanh Châu này cũng vậy, huống hồ các châu khác. Suốt những năm qua, hắn luôn ở bên ngoài chinh phục vũ trụ, trước giờ hắn vẫn ngây thơ cho rằng địa bàn càng lớn thì vũ trụ của hắn sẽ càng tốt hơn. Song sự thật lại chứng minh cuộc sống của mọi chúng sinh trong vũ trụ này tốt hay không tốt, hoàn toàn không liên quan đến việc địa bàn có lớn hay không. Trật tự mà hắn đã tự mình thiết lập đã bắt đầu dần mục nát từ bên trong. Một lát sau, Diệp Quân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, sau này sẽ không đói nữa đâu. Vừa nói, hắn vừa tiếp tục nhẹ nhàng lau vết thương cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An quay đầu lại nhìn hắn. Sau này huynh có đột ngột rời bỏ ta không? Diệp Quân nghiêm túc nói, không đâu. Dương Dĩ An cười tâu toét. Đêm khuya. Dương Dĩ An nằm trên giường ngủ thiếp đi, rõ ràng là hôm nay cô bé đã rất mệt mỏi, ngủ rất say. Sau khi Diệp Quân đắp kín chăn cho cô bé và tắt đèn, hắn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi lên thềm đá, xung quanh yên tĩnh không có tiếng động nào. Trăng sáng treo trên cao. Một lúc sau, Diệp Quân mới nói nhỏ, tháp ra, trật tự không phải là kiếm đạo, nó là một loại trách nhiệm. Trong tích tắc, kiếm ý trật tự và khí thức của hắn điên cuồng dâng trào, chỉ trong chốc lát, kiếm ý trật tự của hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng. Nhưng Diệp Quân lại không hề cảm thấy vui mừng, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm ý trật tự đó lập tức tiêu tan. Trật tự càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng là Dương Dĩ An đã chạy ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy Diệp Quân đang ngồi ở cửa, cô bé bỗng giật mình. Diệp Quân đột nhiên quay lại nhìn cô bé, cười nói, dậy rồi sao? Dương Dĩ An gật đầu, vâng. Diệp Quân đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Dĩ An rồi đưa tay ra, cười nói, hôm nay thi đấu nội môn, muội không thể vắng mặt đâu đấy. Dương Dĩ An chớp mắt, huynh đang đợi ta à? Diệp Quân gật đầu, tất nhiên. Dương Dĩ An lập tức mỉm cười, như trăm hoa nở rộ. Một lúc sau, Diệp Quân dẫn theo Dương Dĩ An ngự kiếm rời đi, thanh kiếm xuyên qua bầu trời rồi biến mất ở nơi chân trời. Sân luyện võ. Cuộc thi đấu nội môn ngày hôm nay có thể nói là một sự kiện hoành tráng, toàn bộ đệ tử kiếm tông đã đến rất sớm và chiếm một vị trí thuận lợi để theo dõi. Mặc dù chỉ có hơn 70 đệ tử nội môn, nhưng lại có hơn 1.000 đệ tử ngoại môn, ngoài ra còn có đệ tử thân truyền và đệ tử chân truyền, tất nhiên số lượng đệ tử thân truyền và đệ tử chân truyền hơi ít, chỉ có hơn 20 người. Ngoài đệ tử của kiếm tông ra, một số người từ các thế gia có tiếng và các thế lực tông môn ở Thanh Châu cũng đã đến đây rất sớm, còn có người nhà của các đệ tử kiếm tông. Tóm lại, ngày hôm nay kiếm tông rất náo nhiệt. Xung quanh sân luyện võ đã có mấy chục ngàn người ngồi trên ghế đá, hơn thế, người vẫn còn đang ùn ùn kéo đến. Thi đấu nội môn. Người chiến thắng sẽ đại diện cho Thanh Châu đến tham gia cuộc thi Vạn Châu. Diệp Quân và Dương Dĩ An thấy có nhiều người như vậy, cả hai đều hơi ngạc nhiên. Diệp Quân tìm chỗ cho Dương Dĩ An, cười nói, muội ở đây xem nhé. Dương Dĩ An gật đầu, được. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, bật cười, sau đó ngự kiếm đi đến một nơi ở trên bệ đá. Lúc này, tất cả đệ tử nội môn đều ở trên bệ đá. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, An Mộc Cẩn, Lục Huyền Phong, có cả Phó Cát,
Diệp Quân nhìn Phó Cát một lúc, hắn phát hiện chỉ mới một tháng không gặp mà Phó Cát đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, không còn vâng vâng dạ dạ như trước mà đã chín chắn hơn, ánh mắt cũng thâm trầm hơn. Thấy Diệp Quân tới, Phó Cát nhìn hắn, sau đó bật cười tâu toét. Diệp Quân mỉm cười, nhưng vào lúc này một luồng kiếm quang rơi xuống trước mặt mọi người, kiếm quang tản ra, một cô gái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó chính là chủ tịch kiếm tông Ngô Ngưng. Hôm nay Ngô Ngưng mặc một bộ đầm dài trắng, rất đẹp, nhưng hơi lạnh lùng. Ngô Ngưng nhìn kiếm tu ở trong sân rồi nói, thi đấu nội môn có hai vòng, vòng thứ nhất là thử thách ý chí, chỉ cần kiên trì trong 15 phút là được, vòng thứ hai là thực chiến, bắt đầu. Không nói nhảm, lập tức bắt đầu luôn. Giọng nói của Ngô Ngưng vừa dứt, một luồng kiếm ý mạnh mẽ từ trên trời đột nhiên giáng xuống, bao phủ tất cả kiếm tu ở trong sân lại. Lúc mới bắt đầu, mọi người đều rất ổn, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của đám kiếm tu đã thay đổi. Bởi vì họ nhận ra kiếm ý này càng lúc càng mạnh. Bịch! Ngay sau đó, có người không thể chịu được nữa đã ngã xuống. Sau đó, càng lúc càng có nhiều người ngã xuống, cùng lúc đó, luồng kiếm ý bao phủ mọi người vẫn càng mạnh hơn. Trên sân, các kiếm tu lần lượt ngã xuống. Đã hết 15 phút. Trên sân chỉ còn lại 9 kiếm tu. Diệp Quân nhìn về phía bên phải, hắn thấy Phó Cát cũng đã kiên trì đến cùng. Lúc này, Ngô Ngưng đột nhiên nói, người bị loại, lùi ra ngoài. Trên bệ đá, các kiếm tu bị loại dù không cam lòng nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, sau đó cung kính cúi đầu rồi đi ra ngoài. Ngô Ngưng nhìn đám người Diệp Quân, thực chiến, rút thăm. Vừa nói cô ấy vừa xòe bàn tay ra, trong tay là một hộp gỗ. Mọi người bắt đầu rút thăm, Diệp Quân rút được một tờ giấy, trên tờ giấy đó lại không có gì, hắn hơi nghi ngờ, nhưng vào lúc này, Ngô Ngưng đột nhiên nói, rút được giấy trống bước ra khỏi hàng. Diệp Quân bước ra ngoài. Ngô Ngưng nhìn chằm chằm hắn, vòng đầu tiên vượt qua, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, được. Dứt lời, hắn bước tới đứng bên cạnh Ngô Ngưng. Ngô Ngưng quay đầu lại nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân hơi nghi ngờ, sao vậy? Ngô Ngưng nhìn chằm chằm hắn, ngươi tới đây làm người chủ trì hả? Diệp Quân. Chờ đến khi Diệp Quân đi qua một bên, Ngô Ngưng mới nói tiếp, nhóm đầu tiên bước ra khỏi hàng. Giọng nói vừa dứt, hai kiếm tu bước ra. Một người trong số đó là An Mộc Cẩn, người còn lại là một thanh niên kiếm tu. Khi thanh niên kiếm tu đó nhìn thấy mình bốc thăm chúng đối thủ là An Mộc Cẩn, vẻ mặt lập tức trở nên đau khổ. An Mộc Cẩn là người đứng đầu trong nội môn. Bốc thăm chúng y thì chẳng phải là hoàn toàn hết cơ hội rồi sao? An Mộc Cẩn cười nói, Trương Huynh, mời. Thanh niên kiếm tu hít một hơi thật sâu, nói, An Huynh, xin chỉ giáo. Dứt lời, gã đột nhiên lao về phía trước, đâm kiếm về phía An Mộc Cẩn đang ở đằng xa, nhát kiếm này nhanh như chớp, cách xa mấy trượng mà trong nháy mắt đã tới gần. Lúc này, đột nhiên An Mộc Cẩn chỉ tay ra. Ầm. Kiếm quang vỡ tan tành, thanh niên kiếm tu lập tức bị mặt đất chấn động phải lùi ra xa mấy chục trượng, gã vừa dừng lại, thanh kiếm trong tay bỗng nứt ra. Hay lắm. Trên sân, vô số đệ tử kiếm tông reo hò. Ở trong kiếm tông, An Mộc Cẩn rất được yêu mến, được rất nhiều thanh niên cô gái ngưỡng mộ. Ở bên ngoài, vẻ mặt của đám cường giả nhà họ An cũng nở nụ cười. Thanh niên kiếm tu kia nhìn thanh kiếm gãy nát của mình, gượng cười, ta thua rồi. An Mộc Cẩn mỉm cười nói, cảm ơn vì đã nhường. Vừa nói, y vừa chắp tay lại rồi lùi sang một bên. Thanh niên kiếm tu đó khẽ thở dài, âm thanh mang đầy sự bất lực và tiếc nuối. Lúc này, Ngô Ngưng ở một bên đột nhiên lên tiếng, nhóm tiếp theo. Lúc này, có hai thanh niên bước lên đài sinh tử. Khi nhìn thấy hai người họ, Diệp Quân lập tức sửng sốt. Người đi lên là Phó Cát, mà đối thủ của y chính là Thác Bạt Cổ. Toan ra ngõ hẹp. Thấy đối thủ của mình là Phó Cát, Thác Bạt Cổ đột nhiên cười phá lên, lần này ngươi sẽ không may mắn như trước nữa đâu. Phó Cát không lộ ra biểu cảm nào, cũng không lên tiếng. Thác Bạt Cổ cười nói, tới đi, đừng nói là ta bắt nạt ngươi, ta cho ngươi đánh trước ba nhát kiếm. Phó Cát liếc nhìn Thác Bạt Cổ,
đột nhiên dậm nhẹ chân, một giây sau, y đột nhiên biến mất tại chỗ như tia chớp, vẻ mặt thác bạt cổ ở đằng xa lập tức thay đổi, lúc định chống trả, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào giữa trán thác bạt cổ. Kiếm đâm vào tầm nửa tấc, máu chảy ra ngay lập tức. Xung quanh im lặng không một tiếng động. Ngu Ngưng nhìn chằm chằm Phó Cát, khẽ cau mày, vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt của An Mộc Cẩn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên mặt Diệp Quân nở nụ cười, có thể thấy được trong khoảng thời gian này Phó Cát đã rất cố gắng. Thác bạt cổ nhìn chằm chằm Phó Cát, sao có thể chứ, thực lực của ngươi sao có thể. Phó Cát lạnh lùng nhìn y, sau đó thu kiếm lại và quay người rời đi. Nhưng lúc này, thác bạt cổ đột nhiên nổi giận nói, không thể nào. Vừa nói, thác bạt cổ vừa đâm một nhát kiếm vào Phó Cát. Hiện trường náo động cả lên. Người ta đã giơ cao đánh khẽ rồi mà ngươi còn ra tay. Láo xược. Phía dưới, Ngu Ngưng giận tím mặt, vừa dứt lời, một thanh kiếm đã bay ra, trong phút chốc, thác bạt cổ lập tức bị ghim một chỗ, không thể nhúc nhích. Khuôn mặt của thác bạt cổ trắng bạch như tờ giấy, vào lúc này y mới biết mình vừa mới làm gì, vội vàng nói, Ngu chủ tịch, ta. Ngu Ngưng lạnh lùng nhìn chằm chằm thác bạt cổ, kiếm tông không cần một kẻ hèn hạ trơ cháo như vậy, người đâu, lập tức đuổi ra khỏi kiếm tông. Lập tức đuổi ra khỏi kiếm tông. Nghe thấy Ngu Ngưng nói vậy, vẻ mặt của thác bạt cổ đột nhiên thay đổi, vội vàng nói, Ngu chủ tịch, cô không có quyền làm như thế, cô. Lúc này, hai trưởng lão của kiếm tông bỗng xuất hiện ở bên cạnh y. Thác bạt cổ hoảng hốt, một ông lão xuất hiện trước mặt y, người đến chính là tộc trưởng nhà họ thác bạt, tên là thác bạt tiêu. Thác bạt tiêu gằn giọng nói, Ngu chủ tịch, cô không có quyền làm như thế, thác bạt cổ đã thi vào kiếm tông. Ngu Ngưng lạnh lùng nói, dẫn ra ngoài. Mạnh mẽ. Hai cường giả kiếm tông sắp dẫn thác bạt cổ đi, nhưng vào lúc này, thác bạt tiêu đột ngột thét lên, để ta xem ai dám. Ngu Ngưng nhìn chằm chằm thác bạt tiêu, sao hả? Thác bạt tiêu nhìn Ngu Ngưng, tỏ vẻ khinh thường nói, Ngu chủ tịch, cho cô một chút thể diện mà cô đã lên mặt rồi sao? Ta nói cho cô biết. Tổ tiên nhà họ thác bạt của ta năm đó có quan hệ thân thiết với kiếm chủ nhân gian, cô đụng tới nhà họ thác bạt bọn ta cũng chính là đụng đến kiếm chủ nhân gian sẽ không tha cho cô. Kiếm chủ nhân gian. Vẻ mặt Ngu Ngưng đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Ai cũng biết nhà họ thác bạt có quan hệ với kiếm chủ nhân gian. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong sân, kiếm chủ nhân gian thì rất ghê gớm sao. Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi, sau đó trở nên tức giận, vậy mà lại dám coi thường kiếm chủ nhân gian. Cách đó không xa, một người phụ nữ chậm rãi bước đến, người phụ nữ này mặc áo bào đơn giản, trong tay cầm thanh kiếm chưa tuốt vỏ. Người đến chính là Việt Kỳ tông chủ kiếm tông. Nhìn thấy người đến, sắc mặt mọi người trở nên kỳ lạ. Diệp Quân liếc nhìn tông chủ kiếm tông trước mặt, trong mắt đầy vẻ tò mò. Việt Kỳ chậm rãi đi đến trước mặt thác bạt tiêu, bà ấy nhìn chằm chằm thác bạt tiêu nói, có cần ta gọi tên nhóc Diệp Huyên ra đây không? Với bà ấy mà nói, dù cậu thiếu niên đó có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, trong tâm trí bà ấy, vĩnh viễn chỉ là thiếu niên hào nhoáng năm đó. Thằng nhóc Diệp Huyên. Nghe thấy tên này, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, tháp ra, vị này là. Tiểu tháp nói, là sư phụ của cha ngươi năm đó. Diệp Quân. Nghe Việt Kỳ nói vậy, sắc mặt thác bạt tiêu đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, Việt tông chủ, đây chỉ là chuyện nhỏ, xin hãy nể mặt nhà họ thác bạt ta một lần. Việt Kỳ trừng mắt nhìn ông ta, không. Thác bạt tiêu. Việt Kỳ nghiêng đầu nhìn ông lão kiếm tông bên cạnh, lập tức trục xuất toàn bộ người nhà họ thác bạt ra khỏi kiếm tông. Quy tắc là quy tắc, không ai được phép phá vỡ. Sở dĩ bà ấy không muốn ở lại tổng viện là vì ở đó, tất cả đều phải xem cách đối nhân xử thế, bà ấy không ngờ rằng, sau khi đi đến Thanh Châu, mọi chuyện vẫn như vậy, cũng chính vì thế nên ban đầu bà ấy mới cầm kiếm giết đến thành Quan Huyên, đe dọa những thế gia tông môn đó. Vũ trụ này từ lâu đã rất tệ hại, vì những thứ gọi là đối nhân xử thế đó. Bà ấy không muốn thế giới mà Diệp Huyên từng xây dựng lại trở nên tệ hại như vậy. Nhưng dù là bà ấy, cũng không thể thay đổi được tổng viện của thư viện, bà ấy chỉ có thể lựa chọn rời khỏi tổng viện, nơi thị phi đó.
Sau khi nghe Việt Kỳ nói vậy, trong sân bỗng xuất hiện vài cường giả kiếm tông. Thẳng tay đuổi người. Người nhà họ Thác Bạt tuy rất tức giận nhưng không dám phản kháng. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Thác Bạt đã bị đuổi đi. Trong sân, đám cường giả nhìn Việt Kỳ, trong mắt ẩn chứa vẻ kiêng dè, đương nhiên, cũng có kính phục. Việt tông chủ này trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ vang dội. Cách đó không xa, trên mặt Diệp Quân hiện lên nụ cười, vị Việt tiền bối này thật tốt, nếu trong thư viện có nhiều người như vậy. Nói xong, hắn khẽ thở dài. Khi đối nhân xử thế trở thành tiêu chuẩn trên thế giới, công bằng chính trị trở thành kẻ khác loài. Tiểu Tháp bỗng nhiên nói, cốt lõi của vấn đề vẫn là bản thân ngươi, nếu ngươi ngay thẳng, thì người dưới cũng ngay thẳng, ngươi phải làm gương. Diệp Quân gật đầu. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, tiếp tục cuộc tỉ võ. Nói xong, bà ấy xoay người bước sang một bên. Hai nhóm tiếp theo chiến đấu khá quyết liệt, cuối cùng, Lục Huyền Phong và một nữ kiếm tu tên Lý Tuyết giành chiến thắng. Tiếp theo lại bốc thăm phân nhóm. Diệp Quân là người đầu tiên rút thăm, khi hắn rút ra tờ giấy, lập tức sửng sốt, bởi nó lại trống rỗng. Thấy Diệp Quân lại được đi thẳng vào vòng sau, mọi người đều trở nên kỳ quái. Mẹ nó! Tên này không phải đút lót gì rồi đấy chứ? Diệp Quân cũng hơi nghi ngờ, chẳng lẽ có người động tay chân? Hắn nhìn Việt Kỳ. Việt Kỳ liếc hắn, nói, sang bên cạnh ngồi đi. Diệp Quân không đáp, đành đi sang một bên ngồi xuống. Cách đó không xa, Lục Huyền Phong và Phó Cát bốc thăm cùng một nhóm. Sau khi lên đài thi đấu, Lục Huyền Phong mỉm cười nói, Phó Huynh, thực lực của Huynh tăng lên khá nhanh. Phó Cát ôm quyền, mong Lục Huynh chỉ bảo. Lục Huyền Phong gật đầu, sau đó nói, mong chỉ bảo. Vừa dứt lời, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Hai luồng kiếm quang chợt lóe lên trong sân. Ầm. Trong đó một luồng kiếm quang đột nhiên vỡ vụn. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Một thanh kiếm ghim vào giữa lông mày Lục Huyền Phong. Một kiếm đã thua. Tất cả kiếm tu có mặt đều khó tin nhìn Phó Cát, đặc biệt là đệ tử nội môn. Phải biết rằng, một tháng trước, Phó Cát là đệ tử nội môn yếu nhất, ai cũng có thể bắt nạt. Vậy à bây giờ, y lại trở nên mạnh như vậy. Sau khi quan sát Phó Cát, Việt Kỳ liếc nhìn Diệp Quân cách đó không xa. Trong mắt An Mộc Cẩn cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Y không ngờ thực lực của Phó Cát lại trở nên kinh khủng như vậy. Lục Huyền Phong là một vị kiếm tôn đấy. Một nhát kiếm đã đánh bại. Chẳng lẽ Phó Cát đã là kiếm hoàng? Cho dù là kiếm hoàng, muốn một kiếm đánh bại Lục Huyền Phong cũng rất khó khăn. An Mộc Cẩn đột nhiên liếc nhìn Diệp Quân cách đó không xa, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, xung quanh có rất nhiều người tò mò nhìn Phó Cát. Thậm chí có vài thế gia tông môn đã bắt đầu thăm dò thân thế của Phó Cát. Phó Cát chắc chắn đã trở thành ứng cử viên sáng chói. Trên võ đài, sau khi Lục Huyền Phong hết kinh hãi, y cười khổ nói, Phó Huynh, lợi hại. Phó Cát thu kiếm, chắp tay, cảm ơn đã nhường. Nói xong, y xoay người rời đi. Lục Huyền Phong nhìn Phó Cát rời đi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, y đã tưởng lần này mình thắng chắc. Nhưng không ngờ, kiếm đạo của Phó Cát lại khủng bố như vậy. Đánh bại y chỉ bằng một kiếm. Lục Huyền Phong khẽ thở dài, xoay người rời đi. Mặc dù không cam lòng, nhưng kỹ năng không bằng người thì không còn gì để nói. Sau khi hai người rời sân, Lý Tuyết và An Mộc Cẩn bước lên đài tỉ võ, không nghi ngờ gì nữa, An Mộc Cẩn dễ dàng giành chiến thắng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ba người Diệp Quân. Trận đấu nội môn này phải chọn ra người hạng nhất. Ba người tiếp tục rút thăm. Diệp Quân vẫn là người đầu tiên rút thăm, nhưng khi hắn rút ra tờ giấy trắng, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Mẹ nhà nó! Nhất định có điều mờ ám. Chính hắn cũng cảm thấy có điều mờ ám. Khi người xung quanh nhìn thấy hắn tiếp tục rút được giấy trắng, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái, tên này là con ông cháu cha à? Mọi người đều liếc nhìn Việt Kỳ. Việt Kỳ nhìn Diệp Quân, bước sang bên cạnh. Diệp Quân do dự, sau đó nói, tông chủ, Việt Kỳ bình tĩnh nói, không có gì mờ ám cả, bước sang bên cạnh đi.
Diệp Quân lắc đầu cười, được thôi. Nói xong, hắn bước sang một bên. An Mộc Cẩn và Phó Cát bước lên đài tỷ võ, An Mộc Cẩn nhìn Phó Cát, cười nói, ngươi khiến mọi người ngạc nhiên đấy. Phó Cát không nói gì, chỉ nắm chặt kiếm trong tay. An Mộc Cẩn cười nói, đến đi. Phó Cát gật đầu, mong chỉ bảo. Vừa dứt lời trong nháy mắt, y đột nhiên hóa thành luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, hai mắt An Mộc Cẩn híp lại, đồng thời, kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ. Ầm. Bỗng chốc, hai luồng kiếm quang vỡ tan, cả hai đồng thời lui về sau, trong quá trình lui về, kiếm trong tay An Mộc Cẩn đột nhiên bay ra ngoài. Thuật ngự kiếm. Xa xa, sắc mặt Phó Cát không chút thay đổi, y lùi chân phải về sau, ổn định cơ thể, vung kiếm chém xuống. Ầm. Kiếm của An Mộc Cẩn bị đánh bay, trong khoảnh khắc bị đánh bay đó, chỉ thấy Phó Cát trở nên hư ảo, phút chốc, mấy luồng kiếm quang chia ra nhiều góc độ tấn công An Mộc Cẩn, góc độ cực kỳ xảo quyệt, tốc độ cũng cực nhanh. Sắc mặt An Mộc Cẩn hơi thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, không kịp nghĩ gì nhiều, y đặt hai ngón tay phải vào nhau, một luồng kiếm quang từ trong cơ thể bộc phát ra, chặn hết toàn bộ luồng kiếm quang bên ngoài. Lúc này, chỉ thấy Phó Cát hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, trong tức khắc, một nhát kiếm hung hăng chém tới chỗ An Mộc Cẩn. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, ngay lập tức An Mộc Cẩn bị đánh bay ra ngoài, ngay khi y lui đến ranh giới võ đài, Phó Cát tiếp tục biến mất ngay tại chỗ. Ở xa xa, An Mộc Cẩn chợt ngẩng đầu lên, ngay sau đó, y chắp hai tay, giữa chân mày, một luồng kiếm quang như thác nước đột nhiên bắn ra. Kiếm kỹ. Bụp. Kiếm kỹ này đã đẩy lui Phó Cát. Sau khi hòa hoãn, An Mộc Cẩn hít một hơi thật sâu, sau đó chân phải dẫm xuống đất, cả người bay lên không trung, giang tay sang hai bên, trong cơ thể, kiếm ý mạnh mẽ như thủy triều xông ra ngoài. Vù vù. Có tiếng kiếm vang khắp trời đất. Chỉ thấy An Mộc Cẩn đột nhiên biến thành một luồng kiếm quang tựa như sao băng lao thẳng về phía Phó Cát bên dưới. Kiếm kỹ. Hơn nữa còn là kiếm kỹ cấp thiên. Sau khi giao đấu mấy hiệp, An Mộc Cẩn cuối cùng cũng cảm thấy khinh thường đối thủ, y xuất ra tuyệt kỹ của bản thân. Ở phía dưới, khi Phó Cát nhìn thấy An Mộc Cẩn đang thi triển tuyệt kỹ, ánh mắt y trở nên nghiêm túc, nhưng ngay sau đó, vẻ nghiêm túc hóa thành hung dữ, đột nhiên, y xoay người giẫm mạnh chân phải, sau đó biến thành luồng kiếm quang đâm thẳng lên trời. Cố chấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.